Dạ xin chào mừng quý đại biểu đến với hội thảo vệ tinh của AstraZeneca trong hội nghị thường niên của PNRS 2021 với chủ đề là GINA 2021 và thực hành lâm sàng trong điều trị hen, TRAC 1 hay là TRAC 2. Tham dự buổi tọa đàm hôm nay thì gồm có Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Viết Nhung là chủ tịch Hội Phổi Việt Nam, giám đốc bệnh phổi Trung ương là chủ tọa cho buổi tọa đàm ngày hôm nay. Về phía đầu cầu Hải Phòng có Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thanh Hồi là giám đốc của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng. Tại đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh thì có thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Đức là giám đốc Trung tâm Hô hấp Phổi Việt, và tôi là Lê Thị Kim Chi là bác sĩ chuyên khoa 2 của khoa Hô hấp Bệnh viện Đại học Y Dược. Dạ xin mời Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Viết Nhung có đôi lời phát biểu để khai mạc cho hội thảo ngày hôm nay ạ. Vâng, xin kính chào các thầy, các cô và các bạn đồng nghiệp. Hôm nay chúng ta có một cái buổi hội thảo là GINA 2021 và thực hành trong cái điều trị hen. Thì có thể nói rằng hen phế quản một cái bệnh có thể nói rằng rất là phổ biến, và chúng ta cũng đã nhiều lần trao đổi về vấn đề hen rồi, vấn đề điều trị cũng như là vấn đề bệnh học, rồi bản chất của nó là một cái viêm mãn tính, và điều trị thì trong đó có điều trị cắt cơn và điều trị kiểm soát. Việc này thì có thể nói rất là quen thuộc với các thầy thuốc rồi. Tuy nhiên ấy, thì trong một cái thực tế thì chúng ta lại thấy rằng là có những trường hợp để kiểm soát cũng rất là tốt, nhưng mà rất nhiều trường hợp để kiểm soát không tốt. Và thầy thuốc thực hành thì chúng ta nên phân loại người bệnh như thế nào để chúng ta có thể kê đơn cũng như là tư vấn và giám sát cái quá trình điều trị làm sao cho tốt nhất và dựa trên những cái bằng chứng. Hôm nay thì chúng ta sẽ có các thầy rất là có kinh nghiệm trong thực hành, thầy Đức, thầy Hồi sẽ trao đổi với chúng ta những vấn đề liên quan đến những cái hướng dẫn mới của GINA 2021, khi mà người ta đặt vấn đề rằng là có thể có cái luồng 1 hay là luồng 2, mà tiếng Anh gọi track 1, track 2. Thì cái phần này là chúng ta phải cần hiểu rõ xem rằng là người bệnh khi ta đặt bút kê đơn thì chúng ta sẽ chuyển vào phù hợp nhất đối với người bệnh là như thế nào. Thế nào là track 1 và thế nào là track 2. Thì đấy là cái phần mà nội dung của ngày hôm nay. Hôm nay thì chúng ta có thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Đức là giám đốc của Trung tâm Hô hấp và Phổi Việt tại Thành phố Hồ Chí Minh, và tại Hải Phòng thì có Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thanh Hồi, giám đốc của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng, cũng đã rất là nhiều năm các thầy đã thực hành cũng như là quản lý về hen, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính như là rất nhiều cái bệnh hô hấp. Hôm nay chúng ta sẽ cập nhật những vấn đề mới của GINA 2021 về thực hành lâm sàng trong điều trị hen, track 1 hay là track 2. Thì nội dung này chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái hội thảo ngày hôm nay. Tôi hy vọng rằng với một cái thời gian cũng vừa phải vào buổi trưa, nhưng mà chúng ta sẽ được cập nhật những vấn đề hết sức là thực hành. Một người bệnh mà đến với chúng ta sẽ phân loại người bệnh này nên đi theo cái hướng xuống mức thứ nhất hay là nên đi theo hướng thứ hai. Và trong quá trình đó thì có thể chuyển đổi từ hướng thứ nhất sang hướng thứ hai được không? Hoặc là từ hướng thứ hai lại phải trở về hướng thứ nhất được không? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được giải đáp trong buổi ngày hôm nay. Tôi cũng xin cảm ơn công ty AstraZeneca liên tục đồng hành với Hội Phổi Việt Nam cũng như các hội liên quan đến bệnh hô hấp của Việt Nam, thì đã cho chúng ta những cái cơ hội để trao đổi cũng như là tiếp cận để các bác sĩ thực hành có thể truyền tải những các cái kiến thức và kỹ năng vào trong cái thực hành và đảm bảo quyền lợi của người bệnh của chúng ta. Bệnh hen là hoàn toàn có thể kiểm soát được, và bệnh hen hoàn toàn không có thể là không có ảnh hưởng gì đến chất lượng cuộc sống cũng như là công tác làm việc của người bệnh hen. Đấy là một cái mục tiêu của chúng ta đặt ra trong cái buổi ngày hôm nay. Xin được cảm ơn tất cả các thầy, các cô, báo cáo viên trong cái buổi ngày hôm nay để chúng ta có thể truyền tải đến các cái bạn đồng nghiệp. Cảm ơn AstraZeneca một lần nữa. Xin được khai mạc cái buổi hội thảo buổi trưa ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn.
Dạ, cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung đã có đưa lời phát biểu cho khai mạc cho buổi hội thảo ngày hôm nay. Thì như chúng ta đã biết, thì hen là một cái bệnh lý khá thường gặp trong thực hành lâm sàng, và chúng ta cũng có rất là nhiều guideline hướng dẫn để giúp cho chúng ta tiếp cận chẩn đoán và điều trị tốt hơn cho bệnh nhân hen, như là GINA 2021. Thì GINA 2021 là một cái hướng dẫn khá thường được sử dụng trong lâm sàng và cũng như là được cập nhật gần như mỗi năm để cung cấp thêm kiến thức mới, làm rõ hơn các kiến thức cũ. Và hen là một cái bệnh lý được hướng dẫn điều trị khá là nhiều, tuy nhiên không có một cái hướng dẫn nào mà có thể là phù hợp cho tất cả các bệnh nhân, cũng không có một cái toa thuốc nào mà đáp ứng được gần như là tất cả các bệnh nhân. Thì đó chính là cái vấn đề là cá thể hóa trong điều trị hen. Thì đầu tiên mà để điều trị hen thì chúng ta đương nhiên là phải đánh giá bệnh nhân hen, xem tức là cái chẩn đoán đó đã chính xác chưa, khẳng định lại chẩn đoán một lần nữa. Và khi điều trị bệnh nhân hen, chúng ta cũng phải đánh giá xem là mình kiểm soát được triệu chứng ở mức độ nào rồi, và các yếu tố nguy cơ nào ở bệnh nhân hen này, bao gồm cả chức năng hô hấp, và bệnh nhân này có cái bệnh đồng mắc gì hay không. Vì cũng như chúng ta biết là có một số bệnh nó có thể làm nặng hơn cái tình trạng hen, mà chúng ta nếu không điều trị bệnh đồng mắc thì hen gần như không kiểm soát được. Do đó chúng ta cũng vẫn phải quan tâm tới bệnh đồng mắc. Và những cái việc, một việc mà khá là quan trọng trong điều trị hen đó chính là cái kỹ thuật hít và tuân thủ điều trị. Chúng ta cho thuốc dù tốt đến đâu đi chăng nữa mà bệnh nhân hít không đúng kỹ thuật thì cũng gần như là không cho thuốc. Và nếu bệnh nhân mình cho thuốc như vậy nhưng đến khi bệnh nhân tái khám kiểm tra lại thuốc còn y nguyên thì gần như mình cho cũng như là không cho. Và chúng ta cũng phải nhắm đến là cái mục tiêu điều trị của chúng ta là gì, là kiểm soát được triệu chứng bệnh nhân hay là mục tiêu gì, và sự ưa thích của bệnh nhân nữa. Ví dụ bệnh nhân muốn xài dụng cụ A mà mình cứ cho dụng cụ B thì đương nhiên là bệnh nhân này không thích, mà không thích thì chưa chắc người ta đã xài thuốc. Do đó cái phần đánh giá bệnh nhân cũng là một phần rất là quan trọng. Sau khi mình đã đánh giá đầy đủ bệnh nhân rồi thì chúng ta sẽ tiến hành điều trị bệnh nhân. Và trong cái quá trình điều trị bệnh nhân á, thì bệnh nhân bệnh hen á, thì khi mà mình điều trị đâu phải là mình giữ một cái toa năm này qua tháng nọ đâu, mà chúng ta có sự gia giảm điều trị. Ví dụ như chúng ta có thể tăng bước điều trị hay giảm bước điều trị tùy thuộc vào cái tình trạng lúc đó của bệnh nhân, cái triệu chứng của bệnh nhân và những cái kiểm soát của bệnh nhân cũng như các cái vấn đề khác, cũng như là giữa các trách 1 và trách 2 như là đã được đề cập đến ở trong Vina 2021, bệnh nhân nào thì phù hợp với trách nào và khi nào chúng ta chuyển đổi giữa các cái trách điều trị. Và đó là cái vấn đề dùng thuốc, cũng như là khi mà điều trị chúng ta cũng quan tâm tới các vấn đề không dùng thuốc, ví dụ như là giáo dục bệnh nhân, hướng dẫn các cái kỹ năng cho bệnh nhân và các cái chiến lược không dùng thuốc, ví dụ như tránh yếu tố tiếp xúc, tránh yếu tố dị nguyên, điều trị các yếu tố mà có thể thay đổi được cho bệnh nhân. Sau khi chúng ta điều chỉnh điều trị như vậy thì chúng ta lại phải quay lại đánh giá xem cái đáp ứng điều trị đó như thế nào. Khi chúng ta đã dùng thuốc như vậy rồi thì cái triệu chứng nó có đáp ứng chưa, có cải thiện được triệu chứng chưa, có còn được kịch phát hay không, hay là biến cố ngoại y có hay không như thế nào, và chức năng nó có cải thiện hay không, bệnh nhân có hài lòng với cái điều trị đó hay không, hay người ta vẫn còn đang tăng ừa thuốc nhiều tác dụng phụ hay như thế nào, thì chúng ta phải đánh giá lại cái đáp ứng điều trị. Như vậy về đánh giá điều chỉnh điều trị và đánh giá đáp ứng đó là một cái vòng xoay tròn chúng ta phải làm luôn luôn trong quá trình điều trị nó như vậy, chứ không có thể là ngắt rời ra được. Và chúng ta biết rằng là GINA 2020, chúng ta biết là bệnh hen này thì nó có rất là nhiều cái hướng dẫn trong chẩn đoán và điều trị, trong đó có hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế. Trong hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế thì cũng chia ra làm các cái bước điều trị bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5, cũng có những cái thuốc điều trị ưu tiên kiểm soát hen cũng như là những cái thuốc thay thế. Ví dụ như là điều trị ưu tiên kiểm soát hen với bậc 1 thì dùng là ICS liều thấp và phocmoterone khi cần, và các cái thuốc điều trị thay thế khác là ICS liều thấp và khi nào mà chúng ta dùng SABA, đó là bước 1. Tương tự như vậy, bước 2 và bước 3 thì ngày càng tăng tiến lên. Thì cái hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế năm 2021 này một lần nữa trong GINA 2021 này người ta làm rõ hơn cái hướng dẫn của Bộ Y tế nữa, tức là người ta chia hẳn ra trách 1 và trách 2 luôn. Đối với hướng dẫn của Bộ Y tế thì người ta cũng nói là nên sử dụng thuốc gì, nhưng mà chưa phân biệt ra hẳn hòi như con đường thứ nhất và con đường thứ hai. Còn trong cái GINA 2021 là nói rõ hơn một lần nữa là trách 1 là gì và trách 2 là gì, khi nào thì chúng ta dùng cái này và cái nào, và thuốc ưu tiên chính là thuốc trách 1, đó chính là ICS và Moteron, là thuốc vừa giúp cắt cơn và giúp ngừa cơn luôn. Ví dụ như từ bậc 3 tới bậc 5 thì bậc 3 thì chúng ta sẽ dùng đối với trách 1 sẽ là ICS đều thấp hoặc Moteron duy trì. Và khi mà bệnh nhân vào cái cơn khó thở, sắp lên cơn khó thở thì người ta dùng cắt cơn luôn, cũng chính cái ống đó luôn là ICS và phocmoterone khi cần. Còn lên bước 4 thì người ta tăng cái liều thuốc nền lên, tức là ICS liều trung bình phocmoterone duy trì, và cũng cắt cơn bằng chính cái ống ICS phocmoterone đó.
Bước 5 thì bên cạnh cái bước 4 đó người ta sẽ thêm vào một cái giải phế quản tác dụng cái giải khác, đó là LAMA. Hồi nãy là ICF LAMA thì bây giờ là thêm vào LAMA nữa. Và đồng thời đương nhiên là cái hen mà những gì thì nó nắng nặng quá rồi thì người ta sẽ phải đánh giá cái kiểu hình của hen để thêm các cái điều trị khác cần thiết, cũng như là cân nhắc thêm như là anti-interleukin 5 hay là 5R, anti-interleukin 4, cũng như là có thể cân nhắc cái liều cao hơn ICF formoterol. Đối với trách 2 thì sao? Trách 2 đó là cái thuốc kiểm soát và các cơn thay thế thôi, đã gọi là thay thế, có nghĩa là nó không phải là ưu tiên, tuy nhiên một số nhóm bệnh nhân vẫn có thể cân nhắc xài được. Thì đối với bước 3 thì người ta dùng theo là cổ điển hồi xưa tới giờ mình biết, đó là ICF LAMA duy trì và cắt cơn là bằng SABA. Đối với bước 4 tương ứng như vậy thì người ta tăng cái liều ICF lên liều trung bình cộng với LABA duy trì và cũng cắt cơn bằng giãn phế quản tác dụng ngắn là SABA. Bước 5 thì cũng giống như bước 5 đối với trách 1, tức là thêm vào một cái giãn phế quản tác dụng kéo dài khác là LAMA, và đương nhiên cũng đánh giá kiểu hình và xem xét thêm vào các cái thuốc khác, ví dụ anti-interleukin 5, 5R hoặc là anti-interleukin 4R, và cũng có thể cân nhắc tăng cái liều ICF lên cao hơn nữa. Thì cái đó là cái trách 1 và trách 2 trong viên gạn 2021, và người ta phân biệt ra rạch ròi như vậy để giúp chúng ta có cái lựa chọn điều trị tốt hơn. Như vậy thì đối tượng bệnh nhân nào thì chúng ta ưu tiên sử dụng đối với từng trách, bệnh nhân nào thì dùng được trách 1, bệnh nhân nào thì dùng được trách 2, hay là luôn luôn dùng trách 1 là tốt, hay là luôn luôn dùng trách 2 là tốt. Như vậy để trả lời cái câu hỏi đó thì ở đây chúng ta sẽ có một cái ca lâm sàng ngắn gọn để minh họa cho trường hợp này, chúng ta sẽ đi vào tiến hành thảo luận sâu hơn. Thì đây chính là cái ca lâm sàng. Đây là một bệnh nhân nữ, 36 tuổi, làm nghề giáo viên. Bệnh nhân này khám vào tháng 2 năm 2021 và vì khó thở mà đến khám. Chị hỏi bệnh sử thì khoảng 3 ngày trước khi đến khám đó, bệnh nhân có cái triệu chứng giống như là một cái viêm hốc trên thông thường thôi, ho, sổ mũi, đau họng và không có sốt. Sau đó thì xuất hiện khó thở và ngày càng tăng dần khoảng 2-3 lần một ngày. Bệnh nhân có xịt thuốc cắt cơn là sabutamol, cái ống màu xanh xanh mà bệnh nhân cứ nói là tôi xịt thuốc màu xanh ấy, thì khoảng 4 nhát để cắt cơn thì có giảm. Thì khi mà bệnh nhân xịt cái đó thì bệnh nhân xịt thêm cái ống màu cam cam là cái ống mà fluticasone 125 microgram một lần một ngày. Thì khi bệnh nhân xịt như vậy thì thấy có vẻ có đáp ứng. Nhưng mà đến cái đêm trước khi đến khám á, thì bệnh nhân lên cơn vào ban đêm, khó thở và khò kè nhiều hơn. Bệnh nhân dùng liên tục 4 nhát thuốc cắt cơn màu xanh là sabutamol để cắt cơn, nhưng mà chỉ giảm được một phần thôi. Thì bệnh nhân thấy như vậy cho nên bệnh nhân mới đến khám. Tại vì giảm ít quá bệnh nhân đến khám, thì hỏi lại tiền căn lúc mà bệnh nhân tới khám đó, khai thác lại thì thấy là bệnh nhân này đã được chẩn đoán hen là 3 năm rồi. 3 năm trước bệnh nhân đã có từng một lần nhập cấp cứu vì cơn khó thở và được chẩn đoán là hen. Thì khi đó là bệnh nhân được điều trị bằng fluticasone salmeterol 250 525 microgram và 2 nhát 2 lần một ngày cộng với lại sabutamol cắt cơn khi cần, tức là lúc này bệnh nhân được điều trị bằng một cái ICF liều cao LABA cộng với một cái SABA cắt cơn khi cần. Bệnh nhân này có những cái tiền căn phù hợp với một cái bệnh cảnh hen, ví dụ viêm mũi dị ứng và cũng có tràn ngược về thực quản luôn, dị ứng với hải sản, nước hoa nặng mùi hay là khói bụi, và bệnh nhân này không hút thuốc lá, gia đình thì có con bị hen. Bệnh nhân này được điều trị như vậy và bệnh nhân này được đo chức năng thấp ở thời điểm chẩn đoán đó, thì bệnh nhân này có tắc nghẽn là FEV1 trên FVC trước test đó là 0.61, sau test là 0.66 là vẫn còn tắc nghẽn, và mức độ tắc nghẽn này là nặng theo ATS. FEV1 trước test là 46%, sau test đó là 60% và tăng lên được 32%. 340 ml là đáp ứng có ý nghĩa với thuốc giảm phế quản. Thì đây là cái chức năng thấp mà thời điểm bệnh nhân mới được chẩn đoán. Thì sau khi mà bệnh nhân được chẩn đoán và được điều trị bằng ICF liều cao LABA như vậy thì bệnh nhân tiếp tục được điều trị như vậy thêm 6 tháng nữa. Thì trong cái thời gian điều trị đó, sau khi mà 1 tháng bệnh nhân điều trị thì đo chức năng hấp lại thì bệnh nhân có giảm tình trạng tắc nghẽn đi, rồi tắc nghẽn mức độ nhẹ thôi. 2 tháng sau đó nữa thì chức năng hấp mà bình thường là tháng 3 2018. Trong vòng 2 năm điều trị như vậy, bệnh nhân được giảm dần liều thuốc và bệnh nhân giảm dần liều khoảng 50% ICF mỗi 3 tháng, thì giảm dần liều cho đến cái thời điểm mà năm 2020. Tức là sau 2 năm điều trị đó thì cái chức năng hấp của bệnh nhân khá là tốt. FEV1 đến FVC là 0.78 là hết tắc nghẽn luôn, thì FEV1 vẫn còn hơi thấp thấp là 77%, nhưng cũng đã khá là tốt so với bệnh nhân rồi. Ở thời điểm này thì hen là kiểm soát hoàn toàn và bệnh nhân lúc này xài thuốc rất là ít, chỉ có xài fluticasone 125 microgram một hít một ngày thôi và sabutamol xịt khi khó thở. Như vậy thì nếu mà đánh giá cái bước của điều trị hen thì cái người này người ta chỉ điều trị ở bước 2 thôi, rất là thấp ở cái liệu pháp truyền thống thôi. Thì cái thời điểm mà bệnh nhân đến khám vì cái khó thở ở cái lần này nè, tháng 2 năm 2021, thì thấy là mạch khá là nhanh, 110 lần một phút, huyết áp là 130 trên 80, nhịp thở là 24,
SPO2 là 97% không khí trời và lên ngáy, lên rít, lan tỏa hai phía trường hỏng đỏ. Như vậy ca này giống như vô một cái đợt cấp vậy đó. Thì X quang phổi thì thấy là trong cái giới hạn bình thường, và chức năng hấp thì lúc đó là bệnh nhân FO1 trên SVC là 0.65, 0.62 là có tắc nghẽn, sau test là 0.68. Còn FOV1 là 64%, FOV1 là 64% trước test giảm phế quản, sau test là 71%, tăng lên 15% và 240 ml, vậy là tắc nghẽn mức độ trung bình thôi và có đáp ứng với giảm phế quản. Rồi, thì sau khi mà bệnh nhân được chẩn đoán và được sau khi bệnh nhân được khám, được kiểm tra các xét nghiệm thì như vậy, thì lúc này cái chẩn đoán lâm sàng của bệnh nhân là một cái đợt tắc hen, một cái đợt kịch phát hen mức độ trung bình trên một cái nền viêm mũi dị ứng, và lúc này bệnh nhân được điều trị với methicillin 16 mg 2 viên uống và salbutamol 2 nhát khi có thở, giống như một cái điều trị đợt cấp thông thường. Như vậy cái vấn đề câu hỏi đặt ra là ủa sao tự nhiên bệnh nhân này ngộ vậy, đang điều trị rất là tốt, đang điều trị rất là ổn định, gần như là chỉ còn cái ICS liều rất là thấp thôi, chỉ có 125 mg thôi, và khi nào khó thở thì xịt sa ba thôi, nhưng mà tự nhiên sao lại vô một cái đợt cấp như vậy. Thì như vậy thì có cái vấn đề gì xảy ra với bệnh nhân không, và bệnh nhân này nên tiếp tục điều trị bằng cái liệu pháp duy trì như vậy hay là chuyển sang cái điều trị mới hay như thế nào? Thì để trả lời những câu hỏi thắc mắc đó thì chúng ta sẽ đi vào cái bước thảo luận tiếp theo. Thì em muốn hỏi, thì muốn mình muốn hỏi thêm là bác Hồi, xem là theo bác Hồi thì bệnh nhân này sao ngộ vậy, đang điều trị ổn lắm mà tự nhiên sao lại vô đợt cấp? Thì xin mời phần phát biểu của phó giáo sư tiến sĩ Hồi ạ. Xin trân trọng cảm ơn cái câu hỏi của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Kim Chi. Một cái câu hỏi rất là thú vị và một cái tình huống lâm sàng mà chúng ta cũng rất thường gặp trên lâm sàng. Một cái trường hợp hen được kiểm soát tương đối tốt, thế sau đó thì lại xuất hiện một cái đợt cấp. Và câu hỏi đặt ra đấy là chúng ta tiếp tục duy trì liệu pháp truyền thống như điều trị trước kia, để rồi sau đó bệnh nhân lại có một cái đơn cấp, một cái cơn cấp như cái tình huống bệnh nhân này, hay là chúng ta chuyển sang một cách điều trị khác đi. Thế thì để trả lời câu hỏi này thì trước hết chúng ta quay trở lại đôi nét về hen phế quản. Thì chúng ta đều biết là hen phế quản là một bệnh mãn tính, được đặc trưng bởi tình trạng viêm và từng đợt triệu chứng diễn tiến xấu và có những cái cơn kịch phát liên quan đến nền viêm tiến triển. Chúng ta nhìn thấy rõ hình minh họa của ba cái đường thở, trong đó có một cái đường thở bình thường, một cái đường thở của bệnh nhân hen và một cái đường thở là trong cái cơn kịch phát. Thế thì so với đường thở của bệnh của những cái người mà không có bệnh hen, thì ở bệnh nhân hen có tình trạng dày lên của cái thành đường thở, niêm mạc đường thở thì phù nề và có tình trạng tăng thiết nhảy, và tình trạng này càng nghiêm trọng hơn khi mà vào cái đợt cấp. Và với cái tình trạng thắt hẹp đường thở do cái phù nề, do cái tăng thiết và do cái co thắt cơ trơn như vậy thì gây ra cái biểu hiện lâm sàng đấy là ho, khò khè, khó thở và nặng ngực. Và chúng ta cần hết sức lưu ý đấy là đối với hen phế quản có một cái đặc điểm mà chúng ta rất dễ để nhận biết, đấy là cái biểu hiện triệu chứng của hen phế quản đấy là thay đổi theo thời gian. Và các cái biểu hiện, các cái triệu chứng này thì đều gây ra do cái giới hạn luồng khí thở ra dao động mà thông thường chúng ta có thể rất dễ nhận biết khi mà đo cái chức năng thông khí phổi liên quan đến cái tăng đáp ứng của đường thở của bệnh nhân. Và trong hen phế quản thì nền viêm đóng vai trò nền tảng, trong đó các bệnh nhân có tăng các cái cytokine tiền viêm, các cái tế bào viêm, sau đó gây ra các cái biểu hiện đấy là co thắt cơ trơn, đấy là phù nề niêm mạc, đấy là tăng tiết đờm và gây ra cái biểu hiện đấy là tắc nghẽn phế quản và gây ra các cái triệu chứng lâm sàng khó thở, khò khè, nặng ngực, tăng tiết đờm. Và khi mà vào các cái đợt kịch phát thì các cái triệu chứng này nó nặng lên rất là nhiều. Trong quá trình điều trị các bệnh nhân hen thì thời gian đạt kiểm soát hen, cải thiện triệu chứng thường xuất hiện sớm. Chúng ta sau khi điều trị 1-2 ngày hoặc 1 tuần thì chúng ta đã thấy rõ cái thay đổi về triệu chứng. Các bệnh nhân, các cái triệu chứng giảm đi một cách rõ rệt, hoặc là trong những cái trường hợp tốt thì không xuất hiện cả triệu chứng ban ngày lẫn triệu chứng ban đêm. Tuy nhiên biến đổi về chức năng thông khí phổi mà cụ thể là chỉ số FFP1 rồi thì các cái eosinophil trong đờm cũng như là cái tình huống mà không phải sử dụng cắt cơn hoặc là cái quá mức đường thở thì đôi khi phải nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng sau thì mới có thể có được những cái cải thiện một cách rất rõ rệt. Đây là hình ảnh của nghiên cứu của nhóm tác giả
Bussi và cộng sự đăng trên tạp chí New England Journal of Medicine năm 2005. Trong đó thì so sánh giữa hai nhóm, nhóm dùng ICS đều đặn và nhóm dùng ICS ngắt quãng, tính trên cái thay đổi trung bình hàng năm của chỉ số FENO. Thế thì cái chỉ số, cái trường hợp mà dùng cái ICS đều đặn thì cho thấy rõ là cái thay đổi chỉ số FENO ở đây là giảm được 14.4%. So với cái nhóm mà dùng ngắt quãng cái ICS thì cái FENO không những không giảm mà lại còn gia tăng một cách khá nghiêm trọng. Bên cạnh đó thì một cái chỉ số tiếp theo nữa đấy là eosinophil trong đờm, khi so sánh giữa cái nhóm dùng ICS đều đặn với cái nhóm dùng ngắt quãng thì ở nhóm dùng đều đặn thì eosinophil trong đờm giảm, còn cái nhóm mà dùng ngắt quãng thì eosinophil trong đờm tăng. Như vậy chúng ta có thể thấy là cái vai trò của dùng ICS rất quan trọng trong cái điều trị hen, và ở đây là dùng đều đặn. Một cái nghiên cứu tiếp theo của nhóm tác giả Philip và cộng sự đăng trên tạp chí Thorax năm 2004, so sánh nhóm dùng fluticasone và nhóm dùng budesonide so với cái nhóm trứng, đánh giá trên cái thay đổi về cái chỉ số PD20 với những cái trường hợp mà dùng. Thế thì kết quả cho thấy là ở cái nhóm dùng fluticasone và nhóm dùng budesonide thì phải mất đến 4 tuần sau thì cái quá mẫn đường thở mới thay đổi để đạt được cái chỉ số PD20 ở cái mức tốt nhất. Đánh giá hiệu quả của LABA ICS so với từng thành phần trên cái kiểm soát hen và cái đợt kịch phát thì nhóm tác giả Pohwal và cộng sự, bài báo đăng trên cái tạp chí New England Journal of Medicine năm 1997, trong đó so sánh cái nhóm dùng budesonide 200 và nhóm dùng budesonide formoterol ở cái liều là ICS là 200. Một nhóm tiếp theo nữa là dùng budesonide với liều 800 và budesonide formoterol liều 800 thì kết quả cho thấy là cái liều budesonide cao hơn thì cho cái tỷ lệ kiểm soát hen tốt hơn. Trong đó thì cái đợt kịch phát nặng giảm một cách rõ rệt. Bên cạnh đó thì so giữa budesonide với cái budesonide formoterol thì ở nhóm dùng budesonide formoterol bao giờ cũng có cái kiểm soát hen tốt hơn hẳn. Ở cái kiểm soát các cái triệu chứng lâm sàng cũng chia các cái nhóm dùng budesonide 200 cộng formoterol và budesonide 800 và budesonide 800 microgram cộng formoterol, thì kết quả cho thấy là ở cái nhóm mà dùng budesonide với liều cao hơn thì có cái số ngày trung bình không có cơn hen cao hơn rõ rệt. Bên cạnh đó thì kết quả nghiên cứu cũng cho thấy là ở cái dạng dùng budesonide formoterol thì cũng cho kết quả tốt hơn hẳn so với cái nhóm mà dùng budesonide đơn thuần. Trong nghiên cứu Gold về cái tỷ lệ kiểm soát hen tốt đạt được ở bước cuối của các giai đoạn tăng bậc, chúng ta chia ra các cái nhóm chưa từng dùng steroid, nhóm dùng ICS liều thấp và nhóm dùng ICS liều trung bình. Thế thì kết quả ở cái nhóm này, kết quả nghiên cứu cho thấy cứ mỗi khi mà không cái hen chưa được kiểm soát mà sau đó chúng ta tăng cái liều ICS lên thì chúng ta đạt được cái kiểm soát hen tốt hơn nhiều. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể thấy được rất rõ là cái việc mà dùng ICS LABA thì cho kết quả kiểm soát hen tốt hơn hẳn so với cái việc mà dùng ICS đơn thuần. Về cái tỷ lệ cơn kịch phát trong cái giai đoạn duy trì theo cái mức kiểm soát hen đạt được trong cái pha 1 thì kết quả nghiên cứu cũng cho thấy dùng ICS LABA thì cho cái kiểm soát hen tốt hơn hẳn với cái tỷ lệ cơn kịch phát trung bình trên mỗi bệnh nhân trên năm giảm rõ rệt so với cái dùng ICS đơn thuần. Dạ, cảm ơn phó giáo sư Hồi đã cho đã phát biểu cái phần trình bày về vai trò của ICS như là budesonide hoặc formoterol trong cái việc kiểm soát triệu chứng như là các cái đợt cấp. Thì bây giờ phần tiếp theo xin mời ý kiến của bác Đức về cái vai trò của các cái thuốc này trong cái phần điều trị kiểm soát triệu chứng cũng như là đợt cấp ở bệnh nhân hen thì như thế nào ạ? Cảm ơn thầy Hồi, cảm ơn bác sĩ Chi.
ca bệnh mà bác sĩ Chi vừa mới trình bày cho chúng ta đó, nó rất là đặc biệt. Cái đặc biệt của nó là ở chỗ chúng ta rất thường gặp trong thực hành lâm sàng hàng ngày. Chúng ta có một người bệnh bị bệnh hen suyễn từ cách đây 3 năm rồi, điều trị rất là hiệu quả. Sau một thời gian, tình trạng hen kiểm soát rất là tốt, tốt tới mức mà trong thời gian cả năm trở lại đây, bệnh nhân chỉ còn có duy trì cái điều trị bằng sa ba mỗi khi bệnh nhân có triệu chứng mà thôi. Và tình trạng đó có vẻ dường như là vẫn cứ như thế, rất là êm xuôi. Tới mức mà bệnh nhân, như trong phần trình bày của bác sĩ Chi vừa mới nói, bệnh nhân quên luôn, không có còn thiết tha gì để việc dùng một cái loại thuốc thứ hai là fluticasone như bác sĩ đã chỉ định nữa. Nhưng mà câu chuyện nó là nó không có cứ mãi như thế. Cái lần này đột nhiên sau 3-4 ngày bệnh nhân bị sốt, có triệu chứng hô hấp gì đó, thì triệu chứng khó thở lại xuất hiện. Và lần này bệnh nhân dùng cái thuốc vẫn đang có như mọi khi thì không còn hiệu quả gì nữa, khiến cho bệnh nhân phải vào viện. Và khi bệnh nhân vào bệnh viện thì chúng ta nhìn rõ đó là một cái đợt kịch phát. Có thể cái yếu tố khởi phát là một lần nhiễm siêu vi gì đó, bởi vì ở đây mình thấy có cái dấu hiệu, thấy bác sĩ Chi nói là sổ mũi hắt hơi, rồi thấy có họng nhìn thấy đỏ. Chúng ta có cái hình ở trên bảng đây. Đây là hình minh họa lại cái kết quả nghiên cứu của ông Tuckerfield. Khi ông ngồi, ông phân tích hồi cứu tất cả những cái đợt kịch phát nặng ở trong nghiên cứu pha xét từ thời trước năm 2000, thì ông Tuckerfield phát hiện ra rằng trước khi xảy ra đợt kịch phát một khoảng thời gian là 5-7 ngày trước đó, thì cái chức năng phổi của bệnh nhân, cụ thể là cái PEF, nó đã bắt đầu nó giảm đi. Và trong vòng 2-3 ngày sau đó, trước khi mà lên tới mức cực điểm, thì cái PEF lại càng giảm mạnh hơn nữa. Song song với sự giảm PEF đó, thì người bệnh cảm thấy rằng các cái triệu chứng giống như căn bệnh của mình đó, trong vòng 3 ngày đó, người ta thấy triệu chứng tăng lên. Song hành với cái việc triệu chứng tăng lên đó, thì người bệnh, ông Tuckerfield quan sát thấy là có một hiện tượng thứ hai, đó là người ta sử dụng rất nhiều những cái thứ thuốc cắt triệu chứng, ở đây là Sapa. Đó là xưa nay chúng ta thấy nó có một cái diễn tiến như vậy. Và chúng ta cũng để ý thấy rằng là nếu mà như thế thì dường như rằng chúng ta cũng có một cái quãng thời gian trước khi bệnh nhân phải dùng corticoid, là chúng ta còn là khoảng thời gian trống 2-3 ngày ít nhất trước đó. Mà ở đây thì cho đến lúc này người ta quan sát thấy rằng song song với việc suy giảm chức năng hô hấp, đó là triệu chứng tăng lên, và người ta chỉ phản ứng lại một cách thông thường, đó là làm tăng, sử dụng tăng thêm các cái thuốc giãn phế quản để cắt triệu chứng mà thôi. Thế thì chúng ta biết hen là một bệnh mà nó có cái đặc trưng, đó là tình trạng viêm mãn tính của hệ thống đường dẫn khí. Chính cái tình trạng viêm nền tảng ở bên dưới là cơ sở sinh lý bệnh học của tất cả mọi hiện tượng mà chúng ta quan sát thấy được. Những triệu chứng mà bệnh nhân cảm thấy thể hiện lên bên ngoài từ trong giai đoạn gọi là ổn định đến lúc rơi vào đợt kịch phát đều xuất phát từ cái cơ sở là tình trạng viêm ở trong niêm mạc của phế quản cả. Những khi triệu chứng tăng lên là do nền viêm nó gia tăng. Đây là cái kết quả mà chúng ta thu lượm được ở trong nghiên cứu Sadism, tức là childhood asthma respiratory inflammatory status monitoring. Trong cái nghiên cứu này, người ta theo dõi cái hiện tượng viêm ở trong đường hô hấp của các em nhỏ nó bị bệnh hen mà thuộc cái nhóm là tăng eosinophil ở mức vừa, thì người ta phát hiện ra được một cái hiện tượng, đó là chúng ta thấy ở trên bảng đây, khoảng chừng 10 ngày trước khi rơi vào đợt kịch phát thì cái FeNO, tức là nitric oxit trong cái hơi thở ra đó, nó bắt đầu nó tăng lên.
Và trong vòng 2-3 ngày trước khi lên tới mức đỉnh điểm thì cái FON nó tăng lên rất là cao. Nó tăng lên rất là cao. Như thế thì rõ ràng rằng nếu mà chúng ta phối hợp lại hiện tượng mà ông Tucker Field quan sát thấy và cái kết quả về FONO trong nghiên cứu Sarizum này, chúng ta có thể liên kết hai cái hiện tượng đó lại để chúng ta thấy rằng nó sẽ có một cái khoảng thời gian khoảng chừng 2-3 ngày, thậm chí lâu hơn nữa, ở trong cái khoảng thời gian đó làm cho chúng ta có lẽ là chúng ta có thể can thiệp được bằng cách là gia tăng cái thuốc kháng viêm để chúng ta chặn đứng cái cơ sở sinh lý bệnh học của cái đợt kịch phát trong cái giai đoạn cửa sổ cơ hội 2 hoặc là 3 ngày trước khi bệnh nhân đi vào trong đợt kịch phát. Chúng ta đang cần có một loại thuốc, một cái phương tiện vừa có tác dụng cắt được triệu chứng, vừa có tác dụng làm giảm được cái nền viêm đang bùng cháy ở trong niêm mạc phế quản của bệnh nhân. Với phân tử formoterol là một LABA nhưng lại có tác dụng giảm phế quản nhanh như một SABA. Ở trên hình này chúng ta thấy rất là rõ, đó là sau 5 phút bệnh nhân hít formoterol thì FEV1 đã tăng lên một cách có ý nghĩa. Cũng tương tự như vậy, người ta cho bệnh nhân bị bệnh hen tăng eosinophil ở trong đàm, đang ở trong trạng thái ổn định. Người ta cho hít một cái liều đó là 2400 microgram vidazona. Sau đó người ta khảo sát những cái đặc điểm viêm ở trong niêm mạc phế quản của bệnh nhân thì người ta thấy rằng là vidazona đã làm giảm đi số lượng eosinophil ở trong đàm sau 6 tiếng đồng hồ. Và tương ứng như thế thì cái tính tăng phản ứng phế quản của bệnh nhân đã được hít vidazona nó cũng giảm đi. Ở đây thể hiện cái liều PD20, tức là cái lượng, hàm lượng mà gây ra FEV1 nó giảm đi 20%, đó nó tăng lên gấp 2,2 lần so với placebo. Như vậy chúng ta thấy là bidazonide là một cái phân tử nó có khả năng kháng viêm mà có tác dụng nhanh. Chúng ta có thể quan sát được cái tác dụng kháng viêm đó trong vòng 6 tiếng đồng hồ. Như vậy chúng ta sẽ dễ dàng đi đến cái suy nghĩ rằng nếu như thế chúng ta có thể dùng phối hợp bidazonide, formoterol trong cái giai đoạn cửa sổ cơ hội đó, bởi vì chúng ta sẽ có cùng một lúc hai tác dụng, đạt được hai mục tiêu. Formoterol sẽ giúp cho bệnh nhân cắt được triệu chứng và cái thứ hai bidazonide sẽ làm giảm đi cái nền viêm đã là cái nguyên nhân gây ra cái sự bùng phát của các triệu chứng đó. Và như thế trong trường hợp này chúng ta sẽ dễ dàng suy luận ra rằng nếu chúng ta dùng cái ICS thêm vào với thuốc cắt triệu chứng ở trong giai đoạn cửa sổ cơ hội thì chúng ta sẽ giảm được hiện tượng viêm nền tảng trong lòng của phế quản và do đó chúng ta sẽ có cơ hội cắt đứt không cho các triệu chứng diễn tiến tiếp tục để cho bệnh nhân rơi vào đợt kịch phát. Cảm ơn phần trình bày của bác Đức. Như chúng ta đã thấy là qua cái phần trình bày của bác Đức, chúng ta biết thêm được nữa một cái vấn đề, đó là cái cửa sổ cơ hội, tức là cái thời điểm mà trước khi mà diễn ra cái đợt kịch phát hen đó, thì nếu như chúng ta có được một cái thuốc kháng viêm mà chúng ta xài đúng thời điểm như vậy thì có thể giảm được cái đợt cấp tiếp theo cho bệnh nhân. Như vậy thì và trước đó thì chúng ta cũng nghe cái chia sẻ của bác Hồi về cái vai trò của thuốc kháng viêm rồi. Như vậy thì ở một bệnh nhân như vậy thì nếu bệnh nhân mà không tuân thủ với thuốc điều trị thì như thế nào, và những bệnh nhân như thế nào gọi là tuân thủ để chúng ta lựa chọn được bệnh nhân và phù hợp với từng cái thuốc điều trị, giống như chúng ta trong hội thảo cũng nhập ngày hôm nay, cũng như là chúng ta tận dụng được cái vai trò của thuốc kháng viêm hay là vai trò của cửa sổ cơ hội mà bác Đức vừa trình bày. Như vậy như thế nào là một bệnh nhân tuân thủ với điều trị kháng viêm, thì xin mời phần chia sẻ của bác Hồi ạ. Vâng, qua cái phần chia sẻ của anh Đức, chúng tôi thấy rất thú vị ở chỗ là cái cửa sổ cơ hội. Nhưng cái cửa sổ cơ hội nó phải đi cùng với một cái là trong cái ống hít nó phải có hai cái thành phần thuốc cùng lúc. Đấy là thuốc giãn phế quản và thuốc kháng viêm. Và nếu như mà chúng ta có được một cái thuốc mà thuốc giãn phế quản cùng với thuốc kháng viêm mà cùng trong một cái ống hít thì khi mà bệnh nhân lên cơn, tức là bắt đầu vào cửa sổ cơ hội, thì có dấu hiệu nhận biết đấy là cái cơn hen, cái cơn khó thở, thì khi đó chúng ta sẽ dùng cùng lúc được cả giãn phế quản và kháng viêm, thì cái đó là cái tuyệt vời. Nhưng trong trường hợp nếu như giãn phế quản trong một ống hít
sau đó thì thuốc kháng viêm lại trong một ống hít khác, thì khi đó đặt ra cái câu chuyện là cái phối hợp, cái tuân thủ của bệnh nhân đối với điều trị đóng vai trò rất quan trọng. Có nhiều cái cách đánh giá cái sự tuân thủ điều trị. Trong trường hợp bệnh nhân không dùng thuốc thì đương nhiên đây là sự không tuân thủ rồi. Dùng dưới 50% liều thuốc được xem là tuân thủ kém, 50-80% liều thuốc thì là tuân thủ trung bình, và trong trường hợp mà dùng trên 80% liều thuốc mà được chỉ định thì đấy là cái được xếp vào cái nhóm là nhóm tuân thủ tốt. Thế thì có một số những cái yếu tố nguy cơ không hoặc kém góp phần vào cái sự việc không hoặc kém tuân thủ trong cái điều trị. Người trẻ dưới 35 tuổi thì thường cái tuân thủ điều trị nó kém hơn. Nữ thì thường tuân thủ tốt hơn nam. Trình độ văn hóa thấp thì cái khả năng tuân thủ điều trị cũng kém hơn. Việc trao đổi thông tin giữa bác sĩ và bệnh nhân không tốt, không làm cho bệnh nhân hiểu rõ cái tầm quan trọng của cái việc dùng thuốc thì cũng góp phần vào cái việc mà không tuân thủ điều trị. Cũng trong thực tế lâm sàng chúng tôi cũng đã gặp rất nhiều những cái tình huống như thế này. Khi mà hỏi lại bệnh nhân về cái liệu pháp điều trị thì cuối cùng là bệnh nhân chỉ dùng thuốc cắt cơn thôi, còn bỏ mất cái điều trị nền viêm. Khi mà chúng ta kê cái đơn thuốc là nền viêm là một ống hít và thuốc cắt cơn là một ống hít, bởi vì khi đó là bệnh nhân không hiểu biết, tức là bệnh nhân hiểu không đầy đủ cái vai trò quan trọng, cái nào là điều trị nền viêm, cái nào là điều trị cắt cơn. Và đối với bệnh nhân thì bệnh nhân cứ nghĩ là điều trị dùng cái cắt cơn thế là đủ rồi. Như vậy thì đấy cũng góp phần vào cái việc mà kém tuân thủ trong cái điều trị. Bệnh hen nhẹ thì cũng làm cho bệnh nhân dễ chủ quan hơn, hoặc là những cái trường hợp mà dùng ICS liều thấp thì cũng dễ dẫn đến cái tình trạng mà không tuân thủ hơn, hoặc là đặc biệt là cái ICS trong một bình hít riêng, tức là ICS riêng, tức là điều trị nền viêm riêng và thuốc cắt cơn riêng, thì cái đó cũng là cái mà góp phần không nhỏ vào cái việc mà kém tuân thủ trong dùng thuốc điều trị của bệnh nhân. Trong điều trị cho các bệnh nhân hen người lớn và trẻ vị thành niên thì nên là GINA năm 2021 có đưa ra. Đầu tiên thì chúng ta khẳng định chẩn đoán cho bệnh nhân. Thứ nhất, câu đầu tiên là có hen hay không. Cái thứ hai nữa, phải đánh giá được cái mức độ kiểm soát triệu chứng và cái yếu tố nguy cơ thay đổi mà có thể kiểm soát được. Sau khi mà đánh giá cái mức độ hen rồi thì phải đánh giá tiếp theo nữa là cái bệnh đồng mắc. Bệnh nhân có kèm các cái bệnh đồng mắc hay không. Và bao giờ cũng vậy, chúng ta cũng phải hướng dẫn, chúng ta cũng phải trao đổi cho bệnh nhân để bệnh nhân có một cái kiến thức, có một cái hiểu biết đầy đủ về cái kỹ thuật sử dụng các cái thuốc hít. Đấy. Trong trường hợp những cái bệnh nhân mà khám lại ở những lần tiếp theo thì khi đó phải đánh giá một cách đầy đủ về cái tuân thủ điều trị của bệnh nhân và trao đổi với bệnh nhân về mục tiêu điều trị cũng như là cái sự ưa thích trong cái điều trị các cái dùng các cái thuốc đường phun hít. Sau khi có đầy đủ các cái thông tin như vậy rồi thì chúng ta bắt đầu áp các cái điều trị. Trong trường hợp mà triệu chứng mà dưới 2 lần trong một tháng thì khi đó là áp điều trị là bậc 1. Trong trường hợp đó là dùng ICS dùng cùng với SABA khi cần. Trường hợp triệu chứng ít hơn 2 lần trên tháng hoặc nhiều hơn nhưng ít hơn 4 đến 5 ngày trong một tuần thì khi đó điều trị bậc 2 với cái liều thấp ICS duy trì hàng ngày, và khi nào có cơn thì dùng SABA. Và trường hợp mà triệu chứng hầu hết các ngày hoặc lớn hơn 1 lần trên tuần và có cái thức giấc về đêm do hen thì khi đó áp điều trị bậc 3 với cái liều thấp ICS LABA duy trì. Và trong điều trị trường hợp mà triệu chứng hầu hết các ngày hoặc là lớn hơn 1 lần trên tuần có thức giấc đêm do hen và chức năng hô hấp thấp thì khi đó chúng ta áp các cái điều trị bậc 4. Và ở GINA 2021 thì cũng nêu rõ là cái điều trị check 1 thì được ưu tiên hơn cái điều trị check 2. Và liệu pháp chứa ICS được khuyến cáo kể cả trong trường hợp triệu chứng ngắt quãng. Và trong trường hợp mà nếu như mà chúng ta lựa chọn cái điều trị check 2 thì trước khi lựa chọn điều trị SABA là thuốc cắt cơn thì cần phải đánh giá cái khả năng tuân thủ với thuốc điều trị duy trì của bệnh nhân. Đây là điều hết sức quan trọng. Bởi vì khi mà bệnh nhân có tuân thủ với điều trị thuốc duy trì thì khi đó mới cho chúng ta cái cơ hội kiểm soát nền viêm, thì trong trường hợp đó thì cái điều trị hen nó mới đạt được cái hiệu quả. Vì sao GINA lại khuyến cáo phải đánh giá khả năng tuân thủ điều trị của bệnh nhân hen trước khi lựa chọn check 2? Đây là điểm mà GINA nhấn mạnh. Thế thì căn cứ trên cái thái độ bệnh nhân đối với quản lý hen,
cũng như tất cả với tất cả các cái bệnh mạn tính khác, thì tuân thủ kém với điều trị duy trì là một thực tế trong quản lý hen mà tất cả các cái bác sĩ lâm sàng chúng ta đều gặp cái tình huống này. Và hành vi thường thấy nhiều nhất ở các bệnh nhân đấy là bệnh nhân chỉ sử dụng thuốc khi có triệu chứng, khi nào có cơn khó thở bệnh nhân mới dùng thuốc. Cái này là cái cũng gặp một cách thường xuyên, và tránh sử dụng thuốc khi thấy là không cần thiết, bởi vì rất nhiều bệnh nhân vẫn có những cái hiểu biết không đầy đủ về cái thuốc kiểm soát nền viêm, cũng như là bệnh nhân lo ngại những cái tác dụng phụ của thuốc. Và hành vi thông thường của bệnh nhân là muốn giảm những cái triệu chứng ngay lập tức. 1/3 bệnh nhân tin sử dụng thuốc kiểm soát là không cần thiết. Và đối với thái độ của bệnh nhân về quản lý hen, trong một cái nghiên cứu khảo sát hơn 3.400 trường hợp thì thấy là có tới 90% số các bệnh nhân là muốn thuốc điều trị giảm triệu chứng ngay tức thì. Và có tới 39% bệnh nhân thì tin là không cần phải giúp dùng thuốc mỗi hàng ngày khi họ cảm thấy thực sự tốt. Đây cũng là cái mà chúng ta gặp thường xuyên. Và cũng có một cái điểm là cái sự khác biệt giữa cái nhận biết của bác sĩ đối với bệnh nhân, so với bệnh nhân. Đối với bác sĩ thì chúng ta luôn luôn hiểu hen là viêm mạn tính đường hô hấp. Nền tảng của hen đấy là viêm niêm mạc đường thở mạn tính. Nhưng đối với bệnh nhân thì họ luôn luôn cho rằng co thắt phế quản là cái điểm quan trọng trong cái bệnh lý hen. Và xuất phát từ cái nhận thức như vậy thì đối với bệnh nhân thì rất nhiều bệnh nhân cho rằng khi mà có hen có nghĩa lên cơn trong cái điều trị hen, có nghĩa là phải dùng cái thuốc ở giãn phế quản. Và trên 50% bệnh nhân thấy không cần phải dùng thuốc kiểm soát hàng ngày, bởi vì khi mà hen phế quản mà kiểm soát được thì có nghĩa là thôi, không cần phải dùng những cái thuốc kiểm soát hàng ngày nữa. Cũng có một cái thực tế khác nữa, đấy là chỉ còn 50% tuân thủ với điều trị ICS LABA sau 1 tháng. Thế đây là cái biểu đồ cho thấy cái thay đổi về cái tuân thủ điều trị với ICS LABA sau 1 tháng, thì cái tỷ lệ nó chỉ còn là dưới 50%, và sau 1 năm thì cái tỷ lệ nó còn thấp hơn nữa, chỉ còn xấp xỉ đâu đó 10% các cái bệnh nhân là tiếp tục tuân thủ cái điều trị ICS LABA. Và các nghiên cứu như ở đây nghiên cứu ES thì chỉ ra rằng tỷ lệ bệnh nhân sử dụng SABA thì nhiều gấp 3 lần bệnh nhân dùng ICS trong 4 tuần trước. Thì ở đây chia ra các cái hen, đây là hen dai dẳng nặng, hen dai dẳng trung bình, hen dai dẳng nhẹ và hen từng đợt nhẹ. Đối với người lớn thì cũng chia như vậy. Trong đó thì cái màu đỏ là cái màu mà dùng thuốc giãn phế quản, và cái màu xám thì đây là cái hình ảnh mà dùng ICS. Trong cái kê đơn thì chúng ta thấy là bao giờ ICS theo những cái khuyến cáo hen từ 2019, 2020, 2021 thì đều nói rằng trong cái điều trị hen thì bắt buộc phải có ICS. Nhưng mà trên thực tế khảo sát thì rõ ràng là cái tỷ lệ mà bệnh nhân cũng như bệnh nhi có hen dùng SABA thì cao hơn rất nhiều so với dùng ICS. Như vậy có một tỷ lệ lớn các bệnh nhân là chỉ dùng cái thuốc giãn phế quản đơn thuần mà không dùng ICS trong cái điều trị hen. Cũng như thế thì đây là cái hình ảnh mà dùng thuốc cắt cơn, và bên cạnh đó thì cái hình bên cạnh là cái hình mà dùng cái ICS, thì kết quả cho thấy là cứ vào cơn hen thì bệnh nhân tăng rất nhanh cái việc mà dùng thuốc cắt cơn, trong khi đó thì cái tăng liều của ICS thì hầu như lại rất ít. Đấy. Và qua khảo sát thì chúng tôi cũng nhận thấy là các cái bệnh nhân, tại sao lại lý do lại như vậy, thì bệnh nhân nghĩ là SABA mới là thuốc giúp họ kiểm soát hen. Thì đây là một số những câu trả lời, chẳng hạn như câu trả lời của một bệnh nhân có hen trung bình nặng, bệnh nhân 35 tuổi, người Canada, thì bệnh nhân trả lời là khi tôi sử dụng thuốc kiểm soát ICS thì tôi thấy ổn lúc đầu, nhưng sau đó thì tôi chuyển sang dùng thuốc cắt cơn SABA thì thấy tốt hơn, và vậy thì sau đó là cứ sử dụng SABA vì mang lại lợi ích cho bệnh nhân. Cũng như là một bệnh nhân khác thì cho rằng là cái ống SABA thì giúp thở dễ hơn, giúp giãn phế quản và mở đường thở, và vì vậy nên bệnh nhân tiếp tục duy trì cái SABA. Và rất nhiều những cái bệnh nhân ở Việt Nam thì cũng có cái câu trả lời tương tự, tức là khi mà dùng SABA thì mới thấy là cắt cơn cái tác dụng nó nhanh lắm, và vì vậy thì cho rằng cái bình SABA mới là thuốc tốt, còn cái ICS, cái điều trị dự phòng thì lại là không tốt, và khi đó là bệnh nhân nhanh chóng bỏ
cái điều trị ở ICS, mà mặc dù chúng ta đều biết là điều trị ICS là ba mới là điều trị dự phòng, điều trị nền tảng trong điều trị hen, nhưng thực tế bệnh nhân thấy sa bà cắt cơn nhanh hơn và cho rằng cái thuốc đó mới là thuốc tốt, và vì thế nên nên không không tiếp tục dùng sa bà mà không dùng cái ICS là ba để dự phòng cơn. Và trong cái dữ liệu kê toa tại châu Âu thì cũng cho thấy rõ trong cái kê toa thì ICS bao giờ cũng được kê toa nhiều hơn hẳn so với cái điều trị sa bà. Tuy nhiên trên thực tế, dữ liệu thực tế kê toa tại châu Âu và khi bệnh nhân đi mua thuốc và sử dụng thuốc thì lại thấy là cái chỉ có khoảng phân nửa các bệnh nhân là tiếp tục duy trì cái điều trị ICS. Và bên cạnh đó thì các nghiên cứu về Sabina 1, Sabina 2, Sabina 3 thì cũng cho thấy cái tình trạng phụ thuộc và sử dụng quá mức sa bà ở những nước tiên tiến như là ở Tây Ban Nha, như Thụy Điển, như Anh, thì cái việc mà cái số bệnh nhân mà dùng trên 3 bình sa bà trên một năm cũng chiếm tỷ lệ rất cao, như ở Tây Ban Nha là 29%, Thụy Điển là 30% và ở Anh tới 38%. Các bệnh nhân vẫn còn sử dụng sa bà rất nhiều, và cá biệt có nhiều bệnh nhân thì dùng tới trên 12 bình sa bà trên một năm, như ở Anh là tới 4% và Tây Ban Nha con số cũng là 4%. Và khảo sát rộng ra ở 24 quốc gia trên toàn cầu thì cũng cho thấy là cái tỷ lệ mà bệnh nhân kê toa mà dùng quá 3 bình sa bà trên một năm cũng chiếm tỷ lệ rất cao, và trên 10 bình sa bà trên một năm cũng chiếm tỷ lệ đáng kể. Chẳng hạn như ở đây là ở Mỹ Latin thì có tới 40% số các bệnh nhân là dùng từ 3 bình sa bà trên một năm trở lên, và 25% số các bệnh nhân là dùng tới trên 10 bình sa bà trên một năm. Cái con số này cũng thấy ở châu Phi thì là 47% dùng trên 3 bình sa bà trên một năm, và tới 26% các bệnh nhân là dùng tới 10 bình thuốc cắt cơn cho một năm. Con số tương tự thì cũng thấy ở Trung Đông cũng như là ở châu Á. Còn ở Việt Nam thì kết quả khảo sát trên 336 bệnh nhân hen có tuổi từ 18 trở lên thì kết quả cho thấy tới 68% bệnh nhân hen đã mua trên 3 bình xịt sa bà trong năm vừa qua. Như vậy chúng ta cũng đều thấy là tình trạng ở Việt Nam cũng có cái tình trạng lạm dụng cái sa bà trong cái điều trị hen phế quản. Và thực trạng sử dụng sa bà hiện nay ở Việt Nam thì tới 26,7% là bệnh nhân chỉ có dùng cái sa bà, mà theo cái khuyến cáo của Gina năm 2021 thì rõ ràng chúng ta thấy là khi mà điều trị hen phế quản thì ở ngay từ bậc 1 đã dùng cái ICS rồi, nhưng ở Việt Nam thì vẫn tới hơn 26% các bệnh nhân là dùng sa bà đơn độc. Thì cái lý do vẫn là câu chuyện các bệnh nhân tin tưởng quá mức và lạm dụng sa bà. Điều đó cũng đặt ra cái vấn đề là chúng ta phải tiếp tục tăng cường cái giáo dục bệnh nhân về bệnh hen của họ, tăng cường giáo dục để cho họ hiểu là tác hại của cái việc mà dùng sa bà đơn thuần. Và trên các cái nghiên cứu thì đều cho thấy là sử dụng đều đặn sa bà thì liên quan tới tăng đáp ứng với dị nguyên và cái viêm liên quan tới tăng eosinophil. Thì ở đây là một cái nghiên cứu chia làm hai nhóm, nhóm hit placebo và nhóm hit albuterol. Sau một tuần thì sau đó cho bệnh nhân hít cái dị nguyên thì kết quả cho thấy là ở cái nhóm dùng cái hít albuterol liên tục trước đó, cái bệnh nhân hen nhẹ mà dùng hít albuterol liên tục trước đó thì có cái tình trạng giảm FFV1 hơn đáng kể so với cái nhóm mà hít placebo. Như vậy điều đó cho chúng ta thấy là nếu như mà sử dụng đều đặn cái sa bà thì nó làm gia tăng cái đáp ứng đối với dị nguyên, và cái nghiên cứu cũng chỉ ra là ở những trường hợp mà có hít sa bà một cách thường xuyên, ở đây cái hình màu, cái cột màu đen là cái hít albuterol, mà hình màu trắng thì đây là cái hít placebo, thì kết quả cho thấy là ở cái bệnh nhân mà dùng liên tục cái hít albuterol thì có tăng cái bạch cầu ái toan trong đờm cũng như là ECP đờm và cái EG2 trong đờm thì gia tăng đáng kể so với mà bệnh nhân mà hít albuterol. Và có một cái mối liên quan giữa cái việc phụ thuộc và sa bà và tử vong cho hen, thì ở những cái trường hợp mà hít quá
Đây là cái trục mô tả cái số cái ống Saba hít trong một tháng, thì chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng đấy là nếu mà hít Saba càng nhiều thì cái tỷ lệ tử vong càng tăng. Bên cạnh đó thì khi mà sử dụng càng nhiều cái bình xịt ICS thì cái tỷ lệ tử vong càng giảm. Và thực sự là cái việc sử dụng quá mức Saba là một vấn đề toàn cầu. Cái số sử dụng mà từ 3 bình Saba trên năm trở lên là rất phổ biến. Và chúng ta đều biết là các cái bệnh nhân, cái lý do cho cái này, đây là bệnh nhân muốn giảm triệu chứng ngay lập tức. Thì đấy là cái lý do mà tại sao lại dùng Saba nhiều như vậy. Và cũng chính từ cái ý thức, cái ý muốn của bệnh nhân là muốn giảm triệu chứng ngay lập tức, nên bệnh nhân có cái xu hướng là quá phụ thuộc vào Saba, bởi vì thấy cái Saba là giảm triệu chứng rất là nhanh, kết hợp với việc mà bệnh nhân không được hướng dẫn, không được tư vấn một cách đầy đủ nữa, thì bệnh nhân có xu hướng phụ thuộc Saba. Và sử dụng quá mức Saba thì chúng ta đều biết là liên quan đến các cái biến cố ngoại ý. Và đối với Gina thì hiện tại cũng không còn khuyến cáo Saba là đơn độc trong cái điều trị hen nữa. Và Saba thì giúp giảm triệu chứng hen nhưng không giảm được cái nền viêm. Và đây là cái mà chúng ta tiếp tục phải tư vấn, giáo dục cho bệnh nhân để bệnh nhân hiểu một cách đầy đủ hơn về bệnh hen, thì khi đó thì bệnh nhân sẽ gia tăng cái tuân thủ trong điều trị hen, có cái kết quả điều trị hen tốt hơn. Và một cái thông điệp về tính an toàn của Saba và Laba trong các cái hướng dẫn thì nhìn chung vẫn còn những cái mâu thuẫn, bởi chúng ta đều biết là từ lâu rồi thì Gina không khuyến cáo sử dụng Laba đơn độc trong điều trị hen, nhưng từ những cái khuyến cáo trước năm 2019 thì vẫn thường xuyên khuyến cáo là Saba đơn trị trong những cái hen bậc 1. Đấy, khi mà có cơn thì dùng Saba. Thì bắt đầu từ năm 2019 trở về đây thì khi đó thì Gina cũng bắt đầu xem cái ICS là nền tảng, và ngay cả hen bậc 1 cũng phải ngay lập tức dùng ICS trong điều trị. Và từ 2019 thì không còn khuyến cáo cái Saba đơn trị trong cái điều trị hen phế quản nữa. Và năm 2021 thì Gina tách cái, thực tế ra là trong cái Gina 2019 và 2020 thì cũng đã có cái điều trị track 1 và track 2 rồi. Nhưng track 1, track 2 để chung trong một cái phác đồ điều trị, thì bắt đầu từ năm 2021 thì Gina tách riêng track 2. Trong đó thì có lưu ý là trước khi lựa chọn cái Saba là thuốc cắt cơn thì cần phải đánh giá rất là cẩn thận cái khả năng tuân thủ với cái điều trị duy trì của các bệnh nhân hen phế quản. Dạ cảm ơn Phó Giáo sư Hồi đã có những chia sẻ hết sức thiết thực về cái việc mà tuân thủ điều trị của bệnh nhân, cũng như là việc bệnh nhân tin là Saba là thuốc tốt nhất và không có cần dùng thuốc duy trì mỗi ngày. Và cái điều này nó chiếm đến 39% bệnh nhân, như vậy là con số khá là lớn, cũng như là có những cái chia sẻ hết sức là hữu ích về việc lạm dụng Saba hơn 3 lọ một năm thì rất là phổ biến ở hầu hết các cái quốc gia. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà tuân thủ điều trị là một cái việc mà hết sức là cần thiết khi mà chúng ta sử dụng cái track 2 trong hướng dẫn của Gina 2021. Nhưng mà chúng ta cũng biết là bệnh nhân của mình mà rất là khó thay đổi, đặc biệt là những bệnh nhân nhẹ, nó ôi thôi không cần đau, không cần xài thuốc liên tục nữa. Như vậy thì chúng ta có cái phương pháp nào điều trị mà vừa phù hợp với bệnh nhân mà vừa điều trị được bệnh hay không? Có nghĩa là những cái phương pháp điều trị nào không cần phải sử dụng mỗi ngày một lần xài là có cả hai, vừa kháng viêm vừa cả thuốc giãn phế quản cắt cơn hay không, thì đó chính là cái chất 1 của Gina 2021. Thì phần tiếp theo xin mời sự chia sẻ của bác Đức về các cái hướng dẫn điều trị cũng như các quan điểm điều trị, những điểm quan trọng trong Gina 2021 ạ. Cảm ơn bác sĩ Chi, xin cảm ơn phần trình bày giải thích hết sức là cặn kẽ của thầy Hồi về cái, tôi nghĩ là phải nói đó là cái thực trạng và cái khiếm khuyết trong các cái hướng dẫn về điều trị hen cho đến hiện nay. Cái đặc trưng của nó là gì? Đặc trưng của nó là bệnh nhân sử dụng quá mức hoặc là lạm dụng Saba. Và cái thứ hai là cái tình trạng kiểm soát hen không đạt được cái hiệu quả tốt. Vấn đề nó nghiêm trọng tới mức bây giờ tôi ngồi tôi mới nhớ lại, bắt đầu từ năm 2017 là người ta bắt đầu nói đến những cái gọi là nguyên lý trong các hướng dẫn điều trị hen. Tức là mình mong muốn cái điều tốt, mình hướng dẫn để làm thành cái điều tốt, nhưng kết quả cuối cùng nó lại không ra như những cái mà trong hướng dẫn. Thì mình thoạt nhìn mình thấy là hướng dẫn như thế ắt phải đưa đến kết quả tốt, nhưng tại sao trên thực tiễn nó lại không đưa đến kết quả tốt? Thì một trong những có năm, người ta liệt kê ra năm cái nghịch lý
Mà trong đó cái nghịch lý cơ bản then chốt nhất đó chính là ở trong bước 1 của các hướng dẫn điều trị trước kia. Trong khi hen là một bệnh viêm mãn tính của hệ thống đường dẫn khí, thì ở trong bước 1 mình lại khuyến cáo bệnh nhân là chỉ dùng SABA để cắt triệu chứng khi cần mà thôi. Đó chính là cái tiền đề, là cơ sở dẫn đến cái thực trạng ngày nay là bệnh nhân hen ở hầu hết khắp nơi trên thế giới đều có cái tình trạng lạm dụng SABA cả. Tại sao? Trong phần trình bày của thầy hồi lúc nãy thầy nói đó, ở trong nghiên cứu INSPIRE, khi mà khảo sát cái hành vi và thái độ của bệnh nhân đối với điều trị hen, thì 90% bệnh nhân đều đồng ý cái chuyện là họ là người có thể đánh giá được cái bệnh của mình. Họ muốn, họ là người tự điều trị. Mà họ muốn cái gì? Họ muốn cái chuyện đó là các cái triệu chứng đó phải biến mất thì càng nhanh chóng chừng nào càng tốt chừng đấy. Cái mâu thuẫn nó nằm ở cái chỗ là đây là một bệnh viêm mãn tính, nhưng chúng ta lại hướng dẫn bệnh nhân ngay từ ban đầu, chúng ta không có đề cập gì đến việc điều trị kháng viêm cả, mà lại chỉ hướng dẫn họ tự điều trị bằng thuốc cắt triệu chứng mà thôi. Đó là tôi đối với cái nhìn của tôi, thì đó là cái nghịch lý cơ bản hết tất cả. Những nghịch lý còn lại là lúc thì chúng ta chuyển đổi cái việc điều trị, thì chúng ta khuyến cáo bệnh nhân đang là từ các triệu chứng khi cần, bây giờ lại chuyển sang điều trị duy trì. Nhưng mà khi chuyển sang điều trị duy trì, chúng ta lại nhắc nhở họ là phải nhớ cái điều trị khi cần này nhé. Thì đó cũng chính là một cái động tác chúng ta lại càng củng cố niềm tin cho họ rằng là việc điều trị triệu chứng mới là điều quan trọng, và nó mới là cái chính ở trong điều trị hen. Những cái phần nghịch lý khác, ví dụ chúng ta không có quan tâm đúng mức giữa cái SABA và LABA, nó cũng là thuốc giãn phế quản thôi, nhưng mà chúng ta lại xem nhẹ cái tác hại của SABA. Chúng ta không có đủ thời gian để chúng ta trao đổi bệnh nhân, khiến cho hai bên hiểu về cái mục tiêu điều trị là kiểm soát hen nó khác nhau, vân vân. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái nghịch lý cơ bản đó chính là ngay trong bước 1 chúng ta lại khuyến cáo bệnh nhân là chỉ cần điều trị tự ho và chỉ cần điều trị bằng SABA để cắt triệu chứng là đủ. Thì không phải đó là ý muốn chủ quan, nhưng mà khi người ta đề xuất ra cái đó, đó là do cái thời đó người ta nghĩ rằng những bệnh nhân mà chúng ta nói là bệnh nhân nhẹ, tức là một tháng bị triệu chứng chừng 2 lần, thì người ta không có lợi lộc gì cả nếu mà người ta phải dùng cái ICS đều đặn mỗi ngày. Nhưng mà thực sự thời gian trôi qua đã cho thấy là đó một cái điều hoàn toàn sai lầm, không đúng như thế. Và bệnh nhân của mình hồi lúc nãy là một thí dụ minh họa, không có gì hay hơn về cái chuyện bệnh nhân lạm dụng SABA. Bệnh nhân chỉ thích là điều trị triệu chứng không mà thôi, và bệnh nhân không tuân thủ với điều trị duy trì bằng ICS. Sau một thời gian lúc đầu mình, khi mà triệu chứng nó nặng thì người ta còn tuân theo cái điều trị hướng dẫn hàng ngày. Nhưng trong vòng 1 năm nay, bệnh nhân của chúng ta đã kiểm soát tốt rồi, và họ chỉ có dùng SABA mỗi khi cần mà thôi. Và bây giờ bỗng dưng sau một thời gian có vẻ giống như bệnh đã tốt, thì bây giờ cái việc dùng SABA không mang lại hiệu quả gì nữa, và bệnh nhân rơi vào một cái đợt kịch bản nặng. Năm 2019 thì Gina bước cho một bước sau khi đã nhắc chúng ta về những cái nghịch lý ở trong điều trị hen. Thì năm 2019 Gina khuyến cáo rằng kể từ nay trở đi, từ năm 2019 trở đi, thì chúng ta không nên dùng SABA đơn thuần để điều trị hen cho người lớn và thiếu niên nữa. Nhưng mà đến năm 2021 thì Gina đã đi một cái bước rất là, tôi nghĩ rằng đây là cái bước thay đổi có tính là bước ngoặt, bởi vì nó là một thay đổi rất là cách mạng. Cái chỗ là người ta comment chúng ta, người ta khuyến cáo chúng ta ngay, đó là dựa trên cái nhận xét rằng nguồn cơn đã xảy ra cái thực trạng ngày nay đó chính là chúng ta dùng SABA để điều trị triệu chứng cho bệnh nhân đơn thuần như thế thôi, cho phép bệnh nhân làm như thế để khắc phục cái đó, trong khi đây câu chuyện là nền của nó, nền tảng nó là hiện tượng viêm, thì để khắc phục cái hiện tượng đó chúng ta phải có điều trị kháng viêm đi kèm theo. Cái đó là cái, đó là tại sao mà Gina lại đưa vào cái khuyến cáo là đây là điều trị ưu tiên. Ưu tiên là bởi vì theo Gina nói, điều trị ưu tiên là bởi vì trên số đông, trên mức dân số, nó là điều trị đem lại lợi ích lớn nhất hết thảy. Để đương nhiên chúng ta vẫn có thể cho SABA cho những người nào không thích dùng cái công thức mới. Nhưng mà nếu mà nói về lợi ích đạt được thì chắc chắn rằng cái ICS và formoterol là cái điều trị mà cho đến bây giờ là tốt nhất.
Thì trên bảng đó chúng ta có một cái slide nói về những điều mà Gina 2021 đặc biệt là lưu tâm tới. Thứ nhất, chúng ta phải lưu ý là bệnh nhân dù là có triệu chứng rời rạc thôi, lâu lâu mới bị thôi, thì vẫn có thể rơi vào đợt kịch phát nặng, và thậm chí là bệnh nhân có thể tử vong luôn, chứ không phải như chúng ta vẫn nghĩ hoặc là bệnh nhân nghĩ từ xưa đến nay, bệnh nhẹ là sẽ không bao giờ rơi vào đợt kịch phát. Đó là cũng lại là một trong những cái điểm nó không có nhất quán khi mà chúng ta hướng dẫn về điều trị hen. Cái thứ hai là người ta thấy là cái nguy cơ xảy ra đợt kịch phát nặng á, nó cũng đã giảm đi nhiều nếu mà người ta dùng cái ICS phosphatidone khi cần là dùng làm thuốc cắt triệu chứng so với SABA. Ngay cả bệnh nhân mà triệu chứng rất là rời rạc, tức là mỗi tuần chỉ cần dùng không tới 2 lần, mà nếu bây giờ người ta dùng cái ICS phosphatidone thay cho SABA thì cái nguy cơ xảy ra đợt kịch phát nặng cũng đã giảm đi rất nhiều. Nói như thế có nghĩa là bệnh nhân của chúng ta thì nãy giờ, nếu cái người đã thay vì dùng SABA mà người ta lại dùng ICS phosphatidone, thì tôi tin rằng là bệnh nhân đã không vào viện gặp chúng ta hôm vừa rồi. Và trong một cái có một nghiên cứu đã cho thấy những cái kết quả nó còn khích lệ hơn nữa, là trong cái nghiên cứu người ta thấy là chỉ cần một ngày dùng bilirubin phosphatidone khi cần thôi cũng đã có thể làm giảm cái nguy cơ xảy ra đợt kịch phát nặng ở trong khoảng thời gian ngắn hạn, gần 1 tháng, 21 ngày, so với việc mà nếu mà chúng ta dùng SABA đơn thuần. Như vậy thì chúng ta thấy là cái thời điểm mà chúng ta dùng ICS phosphatidone là cực kỳ quan trọng. Đó chính là dùng vào cái thời điểm cửa sổ cơ hội. Đó là cái mấu chốt chúng ta can thiệp vào cơ chế sinh bạch để chúng ta cắt đứt không cho sự xuất hiện của các đợt kịch phát. Gina nói tiếp, đó là ở bệnh nhân có triệu chứng thưa thớt rời rạc thôi, thì cái khả năng tuân thủ với ICS hàng ngày của bệnh nhân là kém. Điển hình như bệnh nhân của chúng ta từ đầu đến giờ, đó cũng là điều rất dễ hiểu. Nếu bây giờ chúng ta không cảm thấy triệu chứng gì cả, triệu chứng rất là thưa thớt rời rạc, và bây giờ hàng ngày cứ phải dùng một cái loại thuốc mà tự thân bệnh nhân không cảm thấy được cái hiệu quả của nó ngay tức thì, bởi vì hướng dẫn từ đầu chúng ta là sẽ dùng SABA khi có triệu chứng, thì lúc đó người ta mới thấy SABA là thuốc cần thiết cho người ta. Cho nên cái việc người ta không tuân thủ với ICS hàng ngày cũng là điều rất là dễ hiểu. Đó, cái phần trách nhiệm chính là do chúng ta làm ra cái việc đó, chứ không phải là do bệnh nhân tự ý thức mà đưa đến cái thực trạng như ngày nay. Và khi người ta không tuân thủ với ICS hàng ngày thì đương nhiên nó sẽ đưa đến cái hệ lụy, đương nhiên đó là người ta sẽ rơi vào tình trạng là sử dụng SABA đơn thuần. Sử dụng SABA đơn thuần thì nó kéo theo những cái nguy hiểm mà thầy hồi vừa mới cho chúng ta thấy đó. Người ta thấy rằng là để cụ thể hóa cái nguy cơ đó thì người ta Gina nêu chúng ta những con số rất cụ thể. Nếu bây giờ chúng ta chỉ cần dùng SABA đều hàng ngày một tuần lễ thôi, chúng ta đã có thể quan sát thấy cái hậu quả của nó rồi. Hậu quả đó là gì? Đó là tình trạng co thắt thế phế quản khi gắng sức, exercise induced bronchoconstriction, rồi nó tăng đáp cái tính tăng đáp ứng phế quản và cái tình trạng viêm ở trong phế quản nó cũng tăng lên theo, cái hyperresponsiveness nó tăng lên do người bệnh dùng SABA chỉ cần trong thời gian một tuần lễ thì mình đã quan sát thấy cái đó. Và khi mình dùng SABA nhiều quá như vậy thì cái tính đáp ứng đối với thuốc giảm phế quản nó cũng giảm đi theo. Người ta thấy là dù mình dùng SABA chỉ cần chừng 3 bình một năm thôi, nó cũng đã có hậu quả có thể quan sát được. Đó là nó đi kèm với cái nguy cơ tăng cái khả năng xảy ra đợt kịch phát nặng, và thậm chí là có thể có dính líu với những cái nguyên nhân tử vong do bệnh hen gây ra. Và điều cuối cùng mà Gina nhấn mạnh đối với bác sĩ chúng ta là gì? Chúng ta phải làm hết sức mọi cách để tránh, đừng có tạo lập, đừng có gây dựng ở người bệnh nhân cái niềm tin và sự trông cậy quá mức vào SABA. Bởi vì như thế thì nó sẽ dẫn đến cái chuyện là người ta lạm dụng SABA và đưa đến những cái hậu quả của nó. Như vậy thì cái mục tiêu cải thiện kiểm soát hen mà chúng ta cần phải lưu ý tới là gì? Hồi xưa tới giờ chúng ta chỉ nói là kiểm soát hen toàn diện, tức là chúng ta kiểm soát triệu chứng hiện tại và chúng ta ngăn ngừa nguy cơ xảy ra những cái biến cố trong tương lai. Chúng ta có 4 cái nguy cơ. Nguy cơ thứ nhất là tử vong do hen. Nguy cơ thứ hai là xảy ra các đợt kịch phát.
Nguy cơ thứ ba là suy giảm chức năng phổi theo thời gian. Và cái nguy cơ thứ tư là những tác dụng phụ do chúng ta dùng những thứ thuốc để điều trị hen mà ra. Nhưng thường thường hàng ngày, và đặc biệt là những trường hợp mà chúng ta xếp vào cái nhóm là bị hen nhẹ đó, tức là triệu chứng rời rạc lâu lâu mới có, thì chúng ta quên mất đi ngay cái chuyện là nguy cơ xảy ra các đợt kịch phát. Do đó chúng ta cần phải ý thức rằng là cái việc làm giảm nguy cơ các đợt kịch phát, đặc biệt những đợt kịch phát nặng và những cái đợt kịch phát có nguy cơ dẫn đến tử vong, là một cái trọng tâm trong việc điều trị. Và cái mục tiêu đó phải được xuyên suốt cho bất kỳ cái bệnh điều trị hen nào. Bởi vì nếu không, chúng ta không nhớ và không ý thức điều đó, thì chính chúng ta sẽ dễ rơi vào tình trạng chủ quan. Chúng ta cho rằng việc xảy ra các đợt kịch phát nặng là chỉ xảy ra cho những người đang điều trị bậc 4, bậc 5, chứ những người bậc 1, bậc 2 là không hề xảy ra cái chuyện đó. Thì đấy là một cái điều hết sức là nhầm lẫn, đó là một cái bẫy mà chính chúng ta cũng như là bệnh nhân dễ rơi vào. Và cái điều thứ ba, để đạt được hai cái mục tiêu bên trên, thế thì cái phương tiện mà cho đến bây giờ chúng ta nhìn thấy đó là gì? Đó là chúng ta phải tránh góp phần vào việc tạo dựng và làm cho bệnh nhân tin tưởng quá mức, dẫn đến việc lạm dụng Sapa. Bởi vì khi người ta lạm dụng Sapa, nó dẫn đến những hậu quả của nó. Và cái mặt thứ hai là người ta không tuân thủ với cái điều trị cơ bản, đó là điều trị kháng viêm bằng ICS. Như vậy thì chúng ta có một cái phương pháp để điều trị hen nó phù hợp với những cái hiểu biết của chúng ta cho đến bây giờ. Đó là chúng ta phải điều trị duy trì đều đặn hàng ngày bằng thuốc kiểm soát. Thì thuốc kiểm soát đó chính là ICS hoặc Moteron. Chúng ta dùng vào buổi sáng, chúng ta có ICS hoặc Moteron vào buổi tối. Và mỗi khi có triệu chứng xảy ra thì chúng ta cũng khuyên bệnh nhân nhớ là phải dùng ICS liều thấp phối hợp với Formoterol khi cần. Để chi? Formoterol sẽ giúp cho bệnh nhân là cắt được triệu chứng, và ICS sẽ làm giải quyết cái tình trạng viêm tăng nặng lên, giúp cho bệnh nhân không rơi vào đợt kịch phát. Tôi sẽ trình bày với các bạn cái hiệu quả của cái phương pháp tiếp cận điều trị bằng cách dùng ICS Formoterol, mà ở đây cụ thể là người ta dùng phối hợp Videsonic Formoterol làm thuốc cắt triệu chứng. Nó đã thay đổi đi cái kết quả của việc điều trị hen như thế nào. Đây là kết quả trong nghiên cứu SMILE, nghiên cứu bản lề của việc sử dụng phối hợp thuốc kháng viêm cắt triệu chứng. Nghiên cứu này chúng ta có một cái điều hân hạnh, đó là nghiên cứu Việt Nam là một điểm trong nghiên cứu đa quốc gia. Ở ngoài phía Bắc là Bệnh viện Bạch Mai, và trong Nam là Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, hồi năm 2003 là có tham gia trong nghiên cứu này. Thì trong nghiên cứu này, người ta cho bệnh nhân dùng điều trị duy trì hàng ngày bằng Videsonic Formoterol. Nó chỉ khác nhau là khi dùng thuốc cắt triệu chứng thôi. Người ta so sánh ba phương pháp. Một phương pháp truyền thống từ xưa đến nay, tức là sẽ cắt triệu chứng bằng Sapa. Sapa ở đây thì là phân tử tetravitamin. Phương pháp thứ hai là người ta dùng Formoterol, bởi vì nó là thuốc Sapa mà có tác dụng Sapa. Cho nên trong trường hợp thứ hai, người ta so sánh là người ta dùng Formoterol làm thuốc cắt triệu chứng. Và cái trường hợp thứ ba là một cái điều trị mới, là người ta dùng Videsonic Formoterol phối hợp vừa thuốc kháng viêm vừa thuốc cắt triệu chứng, dùng khi cần. Thì người ta thấy cái gì? Người ta thấy rõ ràng rằng những cái phương pháp điều trị mới, tức là dùng Videsonic Formoterol làm thuốc cắt triệu chứng đó, nó đã đẩy lùi các đợt kịch phát. Ở đây là thể hiện qua cái chuyện là cái thời gian đến đợt kịch phát đầu tiên thì người ta thấy đều đã được lùi xa ra. Nếu mà chúng ta so với dùng Formoterol, thì việc dùng Videsonic Formoterol phối hợp đó làm giảm đi 27% nguy cơ xảy ra các đợt kịch phát nặng nha. Còn nếu mà so với cái cách điều trị cổ điển là tetravitamin thì nó giảm được tới 45% nguy cơ lận. Như vậy thì cái việc người ta dùng cái Videsonic phối hợp với Formoterol đã thay đổi hẳn cái bộ mặt của kết quả điều trị. Sau đó thì rất nhiều nghiên cứu để
tìm hiểu và để chứng minh cái hiệu quả của cái cách tiếp cận mới đó, tức là dùng cái phối hợp một cái ICS và formoterol, thì người ta thấy đều có một cái kết quả nhất quán cả. Đây là tập hợp của rất nhiều nghiên cứu ở trong một khoảng thời gian tới gần 10 năm, thu dung trên một số lượng bệnh nhân rất là lớn, là 15-16.000 người, thì người ta đều thấy có một kết quả chung nhất, đó là những bệnh nhân nào mà dùng cái phối hợp budesonide formol, formoterol duy trì và khi cần thì đều làm giảm được tần suất xảy ra các đợt kịch phát, đặc biệt là các đợt kịch phát nặng, từ nhóm bệnh nhân nhẹ cho tới nhóm bệnh nhân nặng, khi so sánh với tất cả các điều kiện điều trị khác. Ở đây chúng ta thấy điều trị cơ bản là ICS với SABA khi cần, chúng ta có ICS LABA với SABA khi cần, chúng ta có ICS LABA với LABA khi cần, và chúng ta có thêm một cái so sánh khác, đó là một cái phối hợp ICS LABA mà có vai trò tương tự như budesonide formoterol. Thì tất cả những cái đó đều cho ra một kết quả nhất quán, đó là người ta đã giảm được tần suất, giảm được nguy cơ xảy ra các đợt kịch phát nếu chúng ta tiếp cận các triệu chứng bằng phối hợp budesonide formoterol. Chúng ta còn quan tâm tới một cái mục tiêu thứ hai ngoài cái việc kiểm soát các đợt kịch phát, đó là chúng ta kiểm soát các triệu chứng hen. Thì nếu mà khi chúng ta so sánh với các cái điều trị truyền thống, tức là ICS đơn thuần nhưng với SABA, ICS LABA với SABA và cùng liều như thế hoặc là liều cao hơn, thì chúng ta thấy một cái kết quả là nếu chúng ta dùng budesonide formoterol thì cái kết quả kiểm soát hen về mặt triệu chứng hàng ngày đó, nó không thua kém gì cả so với các điều trị truyền thống. Có nghĩa là nó ngang như ICS LABA cùng liều hoặc thậm chí liều cao hơn, và chắc chắn là nó kiểm soát hen tốt hơn những người mà chỉ điều trị bằng ICS đơn thuần mà thôi. Đó là từ hồi năm 2010 là xưa rồi. Về sau này người ta lại làm thêm nhiều cái nghiên cứu gộp, người ta xem hết tất cả những cái điều trị cho các cái RCT đã có từ xưa tới nay. Như trong cái bản trên này mình thấy là người ta thống kê lại rất nhiều các cái chiến lược điều trị hen, từ việc dùng là ICS đơn thuần, từ việc không dùng ICS, tới việc dùng ICS đơn thuần rồi ICS phối hợp với thuốc ức chế thuộc thể leucotriene, ICS phối hợp với LABA và ICS formoterol dùng duy trì và khi cần, thì người ta thấy nó hiện ra rất là rõ cái kết quả không thể chối cãi được, đó là điều trị bằng ICS LABA hoặc là budesonide formoterol duy trì và khi cần, nó cho hiệu quả về kiểm soát các đợt kịch phát, đặc biệt là đợt kịch phát vừa hoặc là đợt kịch phát nặng, tốt hơn hẳn các điều trị khác. Ở đây mình thấy là nếu người ta so sánh với cái điều trị xương sống trong điều trị hen, đó là dùng ICS đều đặn hàng ngày nhé, đều đặn hàng ngày, thì việc dùng ICS phối hợp với formoterol, cụ thể là budesonide formoterol, nhất là điều trị duy trì khi cần, thì nó cho cái hiệu quả kiểm soát các đợt kịch phát là không thể chối cãi được. Bây giờ nếu chúng ta thấy cái bảng mà người ta nghiên cứu tổng hợp trước đó, đó là cứ ICS LABA hoặc là ICS formoterol duy trì khi cần thì đều có hiệu quả tốt hơn ICS đơn thuần. Thế thì bây giờ ở trên cái bảng này người ta so sánh coi budesonide formoterol duy trì và khi cần, thì nếu mà so với ICS LABA giống như nó mà điều trị theo kiểu cổ điển thì nó có hơn hay là nó vẫn giống như thế, thì kết quả đây một lần nữa chúng ta lại thấy rằng hiệu quả cái kiểm soát các đợt kịch phát là nghiêng về phía budesonide formoterol duy trì và khi cần, nếu mà so với cái budesonide formoterol hoặc là ICS LABA nó một cách phổ quát, nhưng chúng ta dùng SABA làm thuốc các triệu chứng thì không thể nào so sánh về mặt kiểm soát các đợt kịch phát bằng cái phối hợp ICS và formoterol được cả. Chúng ta đạt được cái kết quả đó, nhưng mà lại thêm một cái điều mà làm cho chúng ta cảm thấy vô cùng thích thú, đó là thoạt nhìn thì chúng ta thấy bệnh nhân dùng cái ICS và formoterol nhiều lần ở trong ngày có thể phải dùng như vậy, nhưng tính chung lại thì cái hàm lượng, cái liều
ICF mà bệnh nhân phải sử dụng vào trong người để đạt được cái kết quả kiểm soát về triệu chứng và kết quả kiểm soát được cái đợt dịch phát thì nó lại thấp hơn hẳn so với các điều trị truyền thống trước kia. Ở đây chúng ta lấy thí dụ để minh họa là trong nghiên cứu COMPASS là cho những nhóm bệnh nhân mà ở cái mức vừa, thì chúng ta thấy rằng việc dùng Budesonide và Morcheron theo phương pháp là vừa duy trì vừa khi cần thì nó giảm được 25% lượng ICS so với các điều trị cổ điển. Còn trong nghiên cứu ở HEAD là dành cho những người bệnh và trong nhóm nặng, thời gian nghiên cứu là 6 tháng, cái COMPASS kéo dài tới 1 năm lận, cái này là tới có 6 tháng thôi. Thì người ta thấy ngay cả trong nhóm bệnh nhân nặng sử dụng cái liều ICS là ba cao nhất có thể thì cũng làm giảm được tới 38% lượng ICS nếu mà chúng ta dùng Budesonide duy trì và khi cần. Và cái kết quả đó nó đi kèm với cái chuyện là gì? Đó là người bệnh lại kiểm soát được cái nguy cơ xảy ra các đợt kịch phát nặng luôn. Đó là về mặt nghiên cứu người ta thấy như vậy. Bây giờ câu hỏi đặt ra cho chúng ta là liệu là cái chuyện mà chúng ta làm trong các nghiên cứu như thế, thế thì trên đời thực nó là sao? Ở đây là bác sĩ Chi và các bạn thấy là cái kết quả tôi trình bày của nghiên cứu Sa Tuyền. Đây là một cái nghiên cứu về đời thực. Không, người ta có ba nhóm bệnh nhân, không phải là người ta thu dung bệnh nhân vào ba nhóm, mà chẳng qua người ta thống kê bệnh nhân vào đang được điều trị bằng Budesonide và Morcheron theo vừa duy trì và khi cần. Người ta chỉ cần thống kê lại người bệnh nào dùng cái liều nào hàng ngày mà thôi. Đó là những cái liều hoàn toàn thực tế. Cho nên chúng ta có ba cái nhóm bệnh nhân. Nhóm bệnh nhân thứ nhất là dùng cái liều thấp nhất là 814.5 sáng 1, chiều 1 và dùng theo khi cần. Nhóm thứ hai là cái mức liều là trung bình, tức là sáng 1 4.5, chiều 4.5 và khi cần. Và cái nhóm cuối cùng đó là cái người dùng liều cao là sáng 320, chiều 320, trên 4.5 và khi cần. Thì để coi coi là trên thực tế là bệnh nhân được ghi toa như vậy đó, thì những cái chúng ta quan tâm tới này, họ có tuân thủ với cái điều trị ICS hay không? Từ nãy đến giờ mình nói rằng mình rất lo lắng trong việc điều trị theo kiểu cổ điển là bệnh nhân sẽ không có tuân thủ cái điều trị duy trì hàng ngày. Thế thì mình coi người ta có tuân thủ với đó hay không. Thứ hai là người ta dùng một ngày nhiều lần cái thuốc có ICS như vậy, nó có nguy cơ xảy ra bệnh nhân không ý thức được rồi xảy ra cái tình trạng người ta dùng quá lố không. Và cái thứ ba là mình xem coi cái mức độ và phơi nhiễm với ICS của những người bệnh mà dùng cái điều trị mà trên thực tế này như thế nào. Thì chúng ta thấy có những cái kết quả như sau đây. Người ta thấy rằng là ở cái nhóm mà bệnh nhân dùng liều cao đó, tức là sáng 2 hít 164.5, chiều 2 liều hít 164.5 và khi cần đó, thì có vẻ như là cái số lần mà hít thêm trong ngày có vẻ như thế nhiều hơn là trong cái nhóm bệnh nhân mà được sử dụng cái liều thấp, tức là 164.5. Nhưng mà đây không có nghĩa là, ở đây thì các tác giả trong nghiên cứu này không cho chúng ta biết rằng khi chúng ta thấy bệnh nhân nằm trong cái nhóm mà dùng liều cao thì có lẽ rằng là người ta là những người bị bệnh nặng, người ta là những người có triệu chứng nhiều, có người bị bệnh nặng. Chứ không có nghĩa là khi mình càng dùng nhiều bao nhiêu thì cái nguy cơ lại phải dùng thêm thuốc để cắt triệu chứng nhiều với nhiều, thì cái ý nghĩa nó không phải là như thế. Nhưng mà cái kết quả thứ nhất mà người ta thấy thống nhất ở trong ba nhóm, từ liều thấp, liều vừa cho đến liều cao, đó là trong cả ba nhóm này thì số ngày trung bình mà bệnh nhân điều trị bằng Budesonide và Morcheron duy trì về khi cần free, tức là không có triệu chứng gì cả, không cần phải dùng tới thuốc cắt triệu chứng là rất cao. Nó chiếm tới 2/3 cái thời gian người ta quan sát. Dù cho bệnh nhân dùng ở cái liều nào thì chúng ta cũng đều thấy một cái kết quả nó giống nhau như vậy. Ở đây là cái bản tôi tìm thấy người ta cho chúng ta xem. Cái điều chúng ta lo lắng thứ nhất là không biết bệnh nhân có dùng đủ thuốc hay không, hay là lại cũng rơi vào cái tình trạng là kém tuân thủ điều trị giống như chúng ta vẫn lo lắng từ xưa đến nay. Thì người ta thấy là đây, cái nhóm ngoài cùng này là cái nhóm dùng liều thấp, ở giữa là nhóm trung bình và sau cùng là cái nhóm liều cao. Thì ba cái mũi tên cho các bạn thấy từ 106, 320 và 604, đó là cái liều chỉ định của bác sĩ. Người nào đạt được cái liều đó
thì tức là cái người đó ít nhất cũng là đã đạt được đã cái liều mà chúng ta đã chỉ định cho bệnh nhân, thì người ta thấy là cái số tỷ lệ người bệnh mà không có đạt được cái liều mà đã chỉ định nó rất là thấp. Ở đây chúng ta thấy là nó cao nhất trong cái nhóm dùng liều cao, tức là sáng 2 tối 2, sáng 2 tối 2 là nó là cao nhất, còn những cái nhóm kia là nó thấp, nó dưới 10% hoặc là dưới 20% cho cái nhóm cao. Tức là điều đó cho biết là gì? Cái việc mà tuân thủ của bệnh nhân với điều trị là khả quan. Mình thấy trong một khoảng thời gian dài, trong tất cả các nhóm bệnh trên thực tế, thì cái mức mà tuân thủ với điều trị, đó là cái mục tiêu điều trị của mình đặt ra đó, là nó đều cao cả. Cái số bệnh nhân mà dùng quá liều, dùng liều cao quá thì nó rất là thấp. Ở đây người ta thấy là chỉ dưới 1% có cái nguy cơ là hít Budesonide tới trên 1,600 microgram một ngày, thì cái số lượng đó dưới 1% số bệnh nhân. Đó là cái phần phơi nhiễm của bệnh nhân, tiếp xúc của bệnh nhân đối với thuốc điều trị. Tức là trên thực tế dùng như thế, cái sự tuân thủ điều trị là chấp nhận được. Và cái quan trọng là gì? Cái quan trọng đó là cái kết quả điều trị, thì người ta thấy như lúc nãy vừa mới nói là 2/3 số thời gian dù bệnh nhân điều trị bằng liều thấp, liều vừa hay liều cao thì cũng đều đạt được cái tình trạng là kiểm soát hen tốt, cho nên người ta không cần phải dùng thêm cái thuốc cắt triệu chứng hàng ngày. Ở đây mình thấy có một cái điểm thống nhất giống nhau như vậy, trên này là trên 60% số ngày dù cho bệnh nhân trong cái nhóm nào chăng nữa mà điều trị bằng cái phương pháp này, tức là duy trì và khi cần, thì bệnh nhân cũng đều kiểm soát được tốt các cái triệu chứng về hen. Như vậy thì với cách tiếp cận mới mà như Gina đã nói ở đây là cái cách tiếp cận mà ưu tiên, đó là người ta dùng Budesonide, Formoterol hoặc là khái quát hóa ra thành một cái ICS và Formoterol dùng làm thuốc cắt triệu chứng, tức là chúng ta dùng nó là cho điều trị duy trì và điều trị khi cần. Nếu mà chúng ta so sánh nó với ba cái phương pháp điều trị cổ điển, đó là ICS là liều cao, đó là ICS là ba cùng liều hoặc là ICS là ba liều cao nhưng mà vẫn là xa ba khi cần là thuốc cắt triệu chứng, thì chúng ta thấy là tất cả những cái điều mà chúng ta lo lắng gần như đã, cái phương pháp tiếp cận mới này nó đều tiếp cận được những cái điều bất cập trong các điều trị về hen hiện nay. Đó là trước hết vì chúng ta dùng ICS Formoterol khái quát hóa như vậy, cho nên chúng ta loại bỏ được ngay cái nguy cơ lớn nhất mà chúng ta lo lắng, cái nguy cơ nền tảng tạo ra hết tất cả những điều bất cập trong điều trị hen hiện nay, là chúng ta loại bỏ được nguy cơ dùng SAPA đơn thuần, bởi vì bệnh nhân không có cơ hội nào để dùng SAPA đơn thuần cả nếu chúng ta dùng cái phối hợp ICS Formoterol. Cái kết quả thứ hai là gì? Nếu mà so sánh với ICS thì cái phối hợp này sẽ hơn hẳn chúng ta dùng ICS liều cao làm thuốc điều trị. Mà ICS liều cao làm thuốc điều trị thì lại đưa bệnh nhân đến cái chỗ là sẽ rơi vào tình trạng sử dụng SAPA khi cần, thì họ sẽ lại lạm dụng SAPA, dùng cái phối hợp Budesonide Formoterol duy trì và khi cần cho chúng ta cái kết quả về kiểm soát hen tương đương như là các điều trị cơ bản khác. Cái hơn của nó là gì? Cái hơn của nó là ngăn chặn được nguy cơ xảy ra các đợt kịch phát nói chung và đặc biệt là các đợt kịch phát nặng cho tất cả các cái nghiên cứu mà chúng ta quan sát được. Đó là một cái kết quả phổ biến, không có gì chối cãi được cả. Tại vì sao? Bởi vì nó đã đánh trúng vào cái cơ chế sinh lý bệnh học nền tảng, đó là người ta có cái tình trạng tăng hiện tượng viêm ở trong cái giai đoạn cửa sổ. Nếu chúng ta dùng vào đúng thời điểm thì cái phối hợp ICS và Formoterol nó sẽ bộc lộ toàn bộ cái tác dụng có ích của nó trong việc ngăn chặn sự xuất hiện các đợt kịch phát. Cho đến khi mà mình đang nói chuyện cái bài này thì có một cái nghiên cứu hiện nay người ta chưa công bố được kết quả, đó là người ta sẽ đo những dấu chỉ của cái hiện tượng viêm, đo triệu chứng, làm tất cả những thông số để chúng ta tạo dựng nên giải thích về mặt cơ chế tác dụng của ICS Formoterol trong điều trị hen. Cái nghiên cứu đó là chưa có công bố kết quả, trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ có một cái hình ảnh về mặt cơ chế rất là minh bạch và rất là rõ ràng. Và cuối cùng là gì? Chúng ta đạt được cái kết quả đó mà chúng ta lại phải sử dụng một cái lượng ICS ít hơn. Đó là những cái mà tôi có thể đóng góp cho cái ca bệnh của
của bác sĩ Chi vừa mới nói, không phải là ca bệnh của bác sĩ Chi, tôi nghĩ là ca bệnh của tất cả chúng ta. Đây là một thực trạng mà bất kỳ người bác sĩ nào đang điều trị bệnh nhân hen đều thấy như vậy cả. Chúng ta có một hình ảnh rất hay gặp là gì? Đó là trong bệnh viện, bệnh nhân vào viện vì đợt kịch phát, sau đó bệnh nhân đi về, và rất nhiều khả năng 1 tháng sau, 2 tháng sau chúng ta lại gặp người bệnh đó vào viện lại cũng trong cái chỗ đó, cái giường đó luôn, cũng là lý do là đợt kịch phát. Tôi nghĩ rằng đó cũng là một cái hình ảnh mà bác sĩ điều trị như chúng ta cần phải có thêm một chút thời gian để suy nghĩ tại sao như vậy. Chúng ta nói rất là nhiều, nhưng mà rõ ràng rằng mục tiêu chúng ta đặt ra đó là kiểm soát triệu chứng và ngăn chặn các đợt kịch phát, là chúng ta hoàn toàn chưa làm được cả. Cái đó một trong những cái lý do mà tôi nghĩ rằng nó chính là nằm ở cái nguyên lý đầu tiên là chúng ta sử dụng SABA đơn thuần cho bệnh nhân dùng là thuốc cắt triệu chứng. Cảm ơn anh, rất là có những cái chia sẻ nó rất là hữu ích về cái hiệu quả của cái liệu pháp SMART, tức là dùng budesonide hoặc motrin vừa duy trì và vừa cắt cơn, vừa rất là hiệu quả trong việc là kiểm soát triệu chứng cũng như là kiểm soát đợt cấp, và cũng khá là an toàn bởi vì cái dùng cái liệu IC, cái lượng ICF, lượng cọc kích thích đưa vào người trong người bệnh nhân ít hơn, cũng như là khá thuận tiện việc kết hợp trong một ống hít. Thì cái đó là cái ưu điểm của cái liệu pháp SMART, tức là vừa budesonide hoặc motrin vừa duy trì và khi cần. Như vậy thì chúng ta quay trở lại cái ca lâm sàng của mình, chúng ta thấy là bệnh nhân của mình hen ban đầu được đánh giá là khá là nhẹ nhàng, kiểm soát khá là tốt với cái ICF liều thấp và SABA cắt cơn khi cần. Tuy nhiên 1 năm trở lại đây, khi mà bệnh nhân thấy là ổn quá rồi thì có vẻ bệnh nhân quên mất luôn cái chuyện đó là thuốc ngừa cơn là fluticasone mà chỉ thường là hay bị quên, thường xuyên quên. Nên kết quả là trong vòng 1 năm qua, bệnh nhân thấy là vì không có xuất hiện cơn khó thở vào ban đêm nữa, và cái cơn ban ngày cũng ít thôi, khoảng 2-3 cơn một tháng thôi, cho nên nó là một khoảng lâu lâu, thậm chí có nhiều tháng là 3-4 tháng mới có một cơn, và bệnh nhân giảm rất là nhanh với sự salbutamol và không có dám vận động, cho nên là quên luôn thuốc ngừa cơn. Và thêm một cái nữa là bệnh nhân này cũng khá là lo lắng, bởi vì nghĩ rằng là khi mà mình xài thuốc thường xuyên như vậy thì thuốc nào cũng là thuốc độc, cho nên là cứ xài thường xuyên thì sẽ bị tác dụng phụ, cho nên là cũng dần dần cũng tự ngưng luôn, và đã tự ngưng 3 tháng. Chính vì vậy mà cái hậu quả là sau khi ngưng như vậy đó thì bệnh nhân lại rơi vào cái đợt cấp mức độ trung bình và phải đi tái khám. Như vậy thì khi mà bệnh nhân vô trở lại thì thực tế bác sĩ ở tại nơi khám chữa bệnh đó người ta điều trị bệnh nhân như thế nào? Thì thực tế vì người ta cũng thấy được cái vấn đề của bệnh nhân là quên thuốc, người ta cũng thấy được cái vấn đề của bệnh nhân là sợ tác dụng phụ của thuốc rồi đủ thứ hết, cho nên cuối cùng là người ta tư vấn bệnh nhân kỹ và quay trở lại điều trị theo cái trắc một của Vina, có nghĩa là người ta được điều trị bằng cái budesonide hoặc motrin 164.5 sáng 2 hít, chiều 2 hít, cộng với khi cần, vì lúc này bệnh nhân đang vô được cấp nên điều trị cái liều hơi cao, thì sau đó sẽ đánh giá lại và giảm liều sau, và đồng thời vì bệnh nhân có tình trạng viêm mũi dị ứng á, nên được điều trị thêm với cái điều trị gọi là các bệnh đồng mắt, thì điều trị thêm montelukast 1 mg một viên uống tối, và điều trị cái viêm mũi xoang của bệnh nhân với fluticasone xịt mũi, rửa mũi và thuốc chống dị ứng. Thì cái đó là cái điều trị thực tế của bệnh nhân. Thì sau khi điều trị như vậy thì bệnh nhân tái khám sau 1 tháng thì bệnh nhân này khỏe hơn rất là nhiều và không có xuất hiện cái cơn khó thở nữa, và cũng không có cần được thuốc cắt cơn. Và như vậy thì bệnh nhân này có vẻ đáp ứng khá là tốt với cái trắc một của mình, là quay lại cái liệu pháp SMART thì bệnh nhân được kiểm soát tốt như vậy, và bệnh nhân này được giảm dần liều, và hiện tại thì bệnh nhân chỉ xài liều là budesonide hoặc motrin 164.5 mg một hít nhân 2, tức là sáng một hít, chiều một hít, và hít thêm một hít khi khó thở thôi. Và tiên lượng của bệnh nhân này thì chúng ta thấy là gần ngày đó có thể đáp ứng dần 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 và có thể ổn định dần hơn. Như vậy thì mình thấy là cái trường hợp này là cái trường hợp bệnh nhân đang điều trị bằng trắc 2 chuyển sang trắc 1 vì nhiều lý do, vì bệnh nhân vô đợt cấp, vì bệnh nhân thấy là kém tuân thủ điều trị. Vậy thì có trường hợp nào mà chúng ta có thể chuyển đổi từ trắc 1 sang trắc 2 được không? Và khi mà chúng ta chuyển như vậy thì chúng ta có cái lợi gì hay không khi mà mình chuyển từ trắc 1 sang trắc 2? Thì ở đây trong tài liệu của Lina cũng đã đề cập đến đó, là thực ra là khi mà mình chuyển đổi từ trắc 1 sang trắc 2 đó thì mình đánh giá rất là kỹ cái sự tuân trụ của bệnh nhân, cái bệnh nhân này là có tuân trụ hay không như thế nào. Và khi mà mình xài cái liệu pháp SMART rồi mà mình chuyển sang cái liệu pháp truyền thống là ICS LABA và mình cắt cơn mà SABA đó, thì có thể làm tăng cái nguy cơ đợt kịch phát cho bệnh nhân đó. Cho nên chúng ta phải hết sức thận trọng khi mà chúng ta tự chuyển từ trắc 1 sang trắc 2. Rồi thì như vậy, tóm lại thì cái lựa chọn điều trị cho bệnh nhân hen
mà từ bước 3 đến bước 5, tức là bậc 3 đến bậc 5 theo HINA 2021 thì track 1 và track 2 thì track 1 vẫn là lựa chọn ưu tiên hơn so với track 2. Và track 1 đó chính là ICS hoặc Moteron là thuốc làm giảm triệu chứng cắt cơn ưu tiên, so với track 2 là SABA là thuốc cắt cơn ưu tiên. Như vậy thì khi mà sử dụng ICS hoặc Moteron là thuốc kiểm soát cho bệnh nhân và là cái thuốc kiểm soát hàng ngày luôn và để giảm triệu chứng luôn thì người ta gọi là cái liệu pháp mạch đó. Thì và còn có track 2 là sử dụng cái ICS LABA hàng ngày để dùng thuốc ngừa cơn và khi cắt cơn thì dùng SABA giảm triệu chứng. Đó là sự khác biệt giữa hai cái track 1 và track 2 là được đề cập đến Camina 2021. Như vậy thì khi mà chúng ta lựa chọn, như quay lại cái câu hỏi là có khi nào mình chuyển từ track 1 sang track 2 hay không, thì khi đó chúng ta phải để ý rằng là bệnh nhân này có khả năng tuân thủ điều trị hay không. Với những bệnh nhân mà nếu mà thực sự muốn chuyển như vậy thì bệnh nhân phải có nhiều khả năng là tuân thủ với điều trị và phải giáo dục huấn luyện bệnh nhân thật là kỹ, giống như trong track 2 mình thấy trên này. Tức là track 1 thì bệnh nhân nói là thôi tôi không thích xài cái này, hoặc là tôi không thích cái dụng cụ này, hoặc là không có thuốc ở tại thời điểm đó, ở tại cơ sở đó không có, thì chúng ta bắt buộc phải dùng track 2. Thì lúc đó chúng ta phải để ý cái chuyện tuân thủ điều trị của bệnh nhân. Cái đó là cái thông mấu chốt, thêm chốt của cái điều trị của track 2.